Ý nghĩa và giá trị của 10 nghiệp lành. Một La Mã: không sát sanh. Sát sanh là đoạn mạng chúng sanh, tự mình giết, xúi người giết, thấy người giết vui theo điều phạm giới sát khả. Tại sao Đức Phật đưa ra điều răn thứ nhất: cấm không cho Phật tử giết người, sát vật? Vì tất cả mọi loài đều ham sống sợ chết. Trong các tội ác, tội lớn nhất là làm thân Phật ra máu, giết A-la-hớn, tổ thầy, cha mẹ và phá hòa hợp tăng. Kẻ đó chắc chắn bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Giết đồng loại, bị quả báo hiện tại, thân nhân người ta sẽ báo thù, nếu không cũng bị pháp luật trừng trị. Cho dù họ có khôn khéo trốn thoát luật thế gian, nhưng không qua luật nhân quả, kiếp sau bị nạn nhân giết lại. Chưa hết, giết chết một mạng người tức là làm cho ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu người ta phải chịu cảnh cốt nhục chia lìa và phá vỡ những hoài bão, công danh sự nghiệp, làm cho họ chết trong uất hận, nuối tiếc. Quả báo đến với kẻ đó, đời sau chịu cảnh người thân phân ly, sự nghiệp đổ vỡ, chết trong đau thương, hối tiếc. Giết thú bị tổn giảm tuổi thọ, luân hồi thường mạng, bệnh hoạn, chết yểu. Nói đến oan trái của nghiệp sát. Thuở Phật sanh tiền, có anh chàng nọ cưới vợ nhiều năm nhưng chẳng có con, nên mới cưới thêm vợ lẻ, không bao lâu có thai. Vợ lớn nhìn thấy chồng lúc nào cũng chăm sóc vợ lẻ hết sức chu đáo, nên lòng ganh tị, ghen tuông nổi lên sanh tâm độc ác, mua thuốc phá thai trộn vào thức ăn, làm cho cả mẹ lẫn con đều chết. Vì thai già tháng, người chồng điều tra biết được oan tình, liền đánh đập vợ lớn cho đến chết. Luân hồi nhân quả trả dây. Sau khi chết, vợ nhỏ sanh làm con chồn, vợ lớn sanh làm con gà mái. Mỗi khi gà có con, chồn ta bắt ăn thịt và sau đó ăn luôn gà mẹ. Kiếp thứ ba, sau khi gà chết sanh làm con beo, chồn sanh làm con nai cái. Mỗi khi nai có con, bèo đến bắt ăn thịt cả mẹ lẫn con. Kiếp thứ tư, nai sanh làm hung thần, còn beo sanh làm người con gái. Đến tuổi trưởng thành, người con gái có chồng, lúc sanh con, hung thần đến bắt ăn thịt, làm cho cô ta vô cùng đau khổ. Trải qua hai lần như thế, đến lần thứ ba, người chồng đề nghị đưa vợ về quê ngoại sanh. Sau khi sanh được một thời gian, hai vợ chồng bồng con trở về quê nhà. Đi gần đến kỳ viên tịnh xá, bỗng nghe tiếng gió từ xa thổi tới như cuồng phong vũ bão. Người vợ nhìn lên trời, thấy hung thần đuổi bắt, liền ôm con chạy vào tịnh xá kỳ viên, cầu xin Phật từ bi cứu mạng cho con mình. Khi đó hung thần cũng vừa đến nơi, nhưng bị chư thiên giữ cửa ngăn lại không cho vô. Phật bảo Ananda ra gọi hung thần vào. Nhờ oai lực của Phật nên thần ta tỏ ra dễ dạy. Trước mặt hai nạn nhân, Phật từ tốn khuyên bảo: sao các ngươi cứ mãi giết hại lẫn nhau như thế? Oan trái biết bao giờ mới chấm dứt? Rồi Phật kể lại mối thù nhiều đời cho họ nghe xong, liền đọc kệ: nếu lấy oán báo oán, oán ấy mãi chất chồng. Nếu lấy đức báo oán, oán ấy tự tiêu tan. Nghe bài kệ về lời khuyên của Phật, hung thần và người phụ nữ hóa giải hết oán thù, đồng đứng lên đảnh lễ Phật, cầu xin quy y, thọ trì ngũ giới. Lòng từ bi của Đức Phật xem chúng sanh như con của mình, nên Ngài không cho đệ tử sát sanh hại vật với bất cứ hình thức nào. Vì Ngài biết mọi loài đều sợ gươm đao giáo mát. Thật vậy, khi chúng ta nhìn thấy cốc ếch sắp bị cắt cổ, nó liền đưa chân chống đỡ. Trâu, bò, gà, vịt, tôm, cá khi bị đập đầu, thọc huyết, chặt kỳ, đánh dãy thì hoảng sợ giãy giụa, rên la, tỏ ra đau đớn vô cùng.
Chúng ta hãy xem qua mẫu chuyện đau thương của vợ chồng chú Vượng Rừng bị sức mạnh và trí khôn của con người hủy diệt. Chuyện kể, ở trong một khu rừng hoang vu nọ, có cặp vợ chồng chú Vượng. Một hôm, Vượng vợ sanh được chú Vượng con thật là kháu khỉnh, dễ thương. Chúng sống trong cảnh êm đềm hạnh phúc trên cành cây cao giữa núi rừng hoang dã. Rồi một ngày kia, Vượng mẹ đang bế Vượng con vui đùa, bỗng đâu từ dưới đất một mũi tên bắn lên trúng Vượng mẹ. Vượng mẹ ôm ngực thét lên những tiếng kêu ai oán trộn lẫn đau thương, máu lệ tuôn trào thấm ướt cả thân. Vượng mẹ đau đớn quằn quại, dường như muốn buông rơi con mình. Nhưng tình mẫu tử thiêng liêng nên Vượng mẹ cố gắng bế Vượng con vào lòng cho bú thật no, rồi cẩn thận giao cho Vượng chồng và trăn trối: hãy cố gắng ở lại nuôi con. Với ánh mắt bi ai đầy máu lệ, Vượng mẹ đưa tay vuốt nhẹ lên mình Vượng con, rồi nhìn Vượng chồng lần cuối, từ từ trút đi hơi thở sau cùng, nhắm mắt buông tay rơi xuống mặt đất, nằm ngoằn ngoại trên vũng máu, bên cạnh tiếng cười thỏa mãn của tên thợ săn hiếu sát. Chính cái thảm trạng đó đã kéo dài từ ngàn xưa, nên Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni phải thốt ra những tiếng nói nghẹn ngào: các con ơi, hãy mở rộng lòng từ để san bằng những hô thẩm đau thương, cho vạn loại được sống trong cảnh bình đẳng, hạnh phúc, yên vui. Cũng vì tìm cầu món ngon vật lạ ăn cho khoái phẫu, phì da, mà có lắm người bắn chim, đâm cá. Họ lấy thú vật làm bia để bắn, bẫy rập, câu lưới, treo móc, đập đầu, cắt cổ, lột da, chiên xào, nấu nướng, luộc sống, mặc cho nó kêu gào dãy chết, mà họ vẫn thản nhiên coi như không có gì xảy ra. Giống như tên tướng cướp mặt đằng đằng sát khí, giết người đẫm máu mà chẳng gớm tay, vì làm sát quá nhiều, tri thức của họ trở nên chai đá, không còn cảm nhận sự đau đớn của kẻ khác. Những người giết vật lâu ngày cũng giống như thế. Ngược lại, khi họ bị đứt tay hay nước sôi văng trúng một chút là nhảy dựng lên, kêu trời rên la. Thế mà người ta lại đành lòng giết hại sinh vật để bày tiệc ăn uống, phung phí, đàn ca, sướng hát, vui chơi thỏa thích trên sự đau khổ của chúng. Có nhiều người ăn nhiều món độc địa, nào là thích ăn tim, gan, phèo, phổi, bao tử, giạc ốc khỉ, nướng cá sống. Bởi thế, cái thân của họ sanh ra đủ thứ bệnh như cao huyết áp, tiểu đường, sỏi thận, đau tim, xơ gan, ung thư phổi, loét bao tử. Nói đến tai hại của việc ăn thịt, nhà triết gia Seneca nói: nếu mỗi bữa ăn người ta dùng thịt là ngấm ngầm tự đầu độc, làm cho cơ thể sanh bệnh chết sớm mà không hay biết. Thật vậy, ngày nay những nhà y khoa bác sĩ trứ danh như Sauter, Varier-Kip-Klamy nói: trong các thứ thịt có rất nhiều chất độc nguy hiểm cho sức khỏe con người. Bằng chứng là các loài vật mắc nhiều chứng bệnh như bò điên, heo lở mồm, lông móng, cúm gia cầm, cá có độc, ăn vào dễ bị truyền nhiễm ngộ độc mà chết. Tổ chức Y tế Thế giới đã xác minh 40% người bị ung thư ở Mỹ là do ăn nhiều chất mỡ. Bác sĩ Bulleker, chuyên gia dinh dưỡng của Viện Y học Harvard cho rằng những độc tố trong thịt và mỡ là nguyên nhân sanh ra các thứ bệnh. Hơn nữa, người ăn chay tăng thêm sức khỏe, giảm bớt những bệnh tật. Các nhà khoa học, y học Đông Tây đều công nhận thức ăn chay là nhẹ nhàng, thanh khiết, dễ tiêu hóa và có nhiều dưỡng chất bổ ích cho cơ thể. Thế mà có nhiều người quan niệm sai lầm. Họ nói ăn thịt cá mới đủ dưỡng chất và sức mạnh. Thật ra,
ăn thịt cá không có sức chịu đựng cực nhọc, dẻo dai bằng người ăn chay trường. Chính giáo sư Greenfield ở Đại học Yale sau nhiều cuộc thí nghiệm đã long trọng tuyên bố rằng ăn thịt của những động vật có nhiều chất đạm sẽ làm cho con người không đủ sức chịu đựng cực nhọc bằng người ăn chay. Tại Đại hội Olympus ở Hà Lan năm 1928, người đạt kỷ lục về môn chạy marathon là Enranfi ăn toàn là đồ chay. Muốn cho cơ thể khỏe mạnh, ít bệnh, sống lâu nên dùng nhiều rau quả, trái cây. Theo tiến sĩ hóa học Liên Xô cũ Satavadi Nawijop, người ăn chay kéo dài tuổi thọ như ở vùng Kokajer Liên Xô cũ, có rất nhiều cụ già tuổi thọ cao là nhờ các cụ ăn chủ yếu là rau quả và thức ăn chay. Nhiều thầy thuốc đã thừa nhận rau quả, ngũ cốc có nhiều vitamin, ngăn ngừa bệnh thiếu máu, thông mật và góp phần phục hồi các tế bào của cơ thể. Các loại như cam, quýt có thể ngăn ngừa bệnh ung thư, dư mỡ động mạch. Nước cam làm mát phổi, mát gan, mát tim, mát thận, điều hòa dạ dày, giải khát, giải nhiệt, giải độc, nhuận trường. Trái chuối vừa ngon, vừa có giá trị dinh dưỡng cao hơn các loại trái cây khác. Chuối chín chứa nhiều đường bột, chất đạm và nhiều sinh tố, giúp cứng xương, quân bình thần kinh, trị luôn bệnh suy nhược, thấp khớp. Trái vú sữa bổ thận, mát tim, phổi, giải uất nhiệt. Trái lê nhuận phổi, mát tim, giáng hỏa, tiêu đờm, giải khát, giải độc, chữa phổi khô, ho khan, ho có đờm, nói không ra tiếng. Người lạnh bụng, yếu dạ dày và sản phụ không nên ăn lê. Trái bơ làm giảm mỡ độc hại trong cơ thể, trị luôn bệnh xơ gan, giúp bảo vệ các mạch máu, lại thêm chống lão hóa. Trái bưởi trị nhiều bệnh về đường ruột và mạch máu. Trái nho, dâu, cà chua chống lão hóa, giữ được tuổi trẻ lâu dài. Cà rốt làm giảm ung thư phổi, giúp tiêu hóa, bổ máu. Cà rốt có tác dụng hạ đường trong máu và các chứng tay chân cơ thể tê cứng, da khô. Ngó sen và củ sen giải được phiền nhiệt, khí nghịch, chảy máu cam, bổ tim, tăng dịch vị, trị tiêu chảy, khí huyết lưu thông điều hòa, khiến cho thân thể, tinh thần nhẹ nhàng, khỏe mạnh, sống lâu. Bí đỏ chứa được chứng nhức đầu chóng mặt, đề phòng đau màng ốc, trị luôn cao huyết áp, suy tim, suy thận, viêm niệu, viêm ruột. Bí đao thanh nhiệt giải khát, lợi tiểu, tiêu ung nhọt, nhuận trường, giải độc. Người bệnh lâu ngày hoặc âm hư thì không nên ăn. Cà chua bổ máu, bổ tim, mát gan, giúp tiêu hóa, nhiều sinh tố A và nhiều chất kháng độc, giảm chứng căng mạch máu và bớt nguy cơ nhồi máu cơ tim. Cà chua xay nát, lược bỏ hột, để đường vào uống sẽ sáng mắt, mát thận, mát gan, mát máu và mạch tim. Mỗi sáng ăn 2 trái cà chua tươi, trị tiểu đường, cao huyết áp, mất ngủ. Trong toàn bộ rau quả, không thứ nào tốt hơn cà chua, nhưng ăn nhiều quá sẽ bị phạt hỏa, sưng phù. Mồng tơi giải nhiệt, nhuận trường, giúp đại tiểu tiện dễ dàng, vừa tống khí nóng, khí độc trong ruột già ra. Cầu kỷ giải nhiệt, lọc máu, chữa chứng đau khớp, ngứa ngoài da, gan hư, mắt mờ và bệnh tiểu đường. Rau làng vừa bổ vừa ngon, giúp trẻ mau lớn, nhất là phát triển chiều cao, phòng ngừa đau mắt, phù thủng và giúp cơ thể đề kháng bệnh tật. Rau má mát gan, giải độc, chữa đau mắt, da sưng đỏ lở, nóng rát trong bụng khó chịu. Rau dền gai thông kinh mạch, giải phong nhiệt, mát gan, mát dạ dày, nhuận trường, giải nhiệt, chữa huyết trắng.
rau đắng mát tim, giáng hỏa, giải nội nhiệt, trừ ban nhiệt nhập lý mê cuồng. Chế độ ăn uống theo bác sĩ Verayeva cho biết, sự phát triển và sức khỏe của con người đòi hỏi phải có protein. Chất này có nhiều trong các thực vật như đậu Hà Lan có 23,8%, đậu nành 25%, trong khi đó thịt chỉ có 17%, cá 16,5%. Đề phòng thiếu chất sắt nên cung cấp vitamin C cho cơ thể cần dùng thêm chanh, ngò, cam, rau xanh, bắp cải và bổ sung cho khẩu phần ăn các thực phẩm giàu chất sắt như gạo lứt, đậu đen, đậu xanh, đậu đỏ, rau muống, rau dền đỏ, củ dền đỏ, vân vân. Vitamin B12 có rất ít trong thực vật. Người ăn chay cần uống thêm B12 nếu không ăn rau câu và rong biển. Nước ta có rất nhiều trái cây, rau cải quanh năm, phải thay đổi rau cải trong mỗi bữa ăn để có đầy đủ vitamin. Nên dành ưu tiên thức ăn nước uống chế biến từ đậu nành, cần bổ sung thêm sữa, phô mai, sữa chua. Để tăng thêm hương vị và dinh dưỡng các món ăn, nên rắc lên thức ăn mè, đậu phộng. Cũng cần lưu ý là chúng ta phải ăn theo đúng quy luật âm dương. Thí dụ, bí đao là âm, lạnh, tiêu là dương, nóng. Cho nên khi nấu canh bí đao ta phải rắc tiêu vào, như thế sẽ điều hòa, dùng rất tốt. Ngược lại, nếu chỉ ăn toàn lạnh hoặc nóng thì dễ sanh bệnh và không nên nêm bột ngọt vào thức ăn. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Kim Hưng, nguyên giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bột ngọt là những chất phụ gia nhằm tăng vị giác, không có giá trị dinh dưỡng. Những người có thể trạng nhạy cảm như hay bị nhức đầu, ói mửa, cao huyết áp, tim, thận, vân vân, không nên dùng bột ngọt vì nó làm giảm trí nhớ và tổn thương tim, gan, thận. Để tránh bệnh tật, nên nêm vào thức ăn bằng đường cát, đường phèn. Chúng ta hãy ăn chay để giữ gìn sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật, bảo vệ môi trường, cân bằng sinh thái và cứu lấy sự sống của các động vật. Ăn chay có lợi ích như thế, vậy mà có người không hiểu. Khi ăn chay bị bệnh chút ít, nghe người ta nói ăn chay lợt lạc làm tổn hại sức khỏe nên mới sanh bệnh như thế, liền bỏ ăn chay quay sang ăn mặn. Đó là quan niệm sai lầm đáng tiếc vô cùng. Xin lỗi mà nói, nếu không nhờ phước ăn chay, họ còn mang những căn bệnh ghê gớm hơn thế nữa. Thanh Triệu, năm Đạo Quang, ở tỉnh Triết Giang, huyện Gia Hưng, quan thái thú họ Trần, sinh hoạt xa xỉ, từ y phục, xe ngựa cho đến những vật trang trí nhà cửa, phòng ốc đều mỹ lệ. Ba bữa ăn hàng ngày, Trần thái thú rất thích ăn ốc vịt, chân gấu, vi cá, bề gà, khô nai. Nói chung là ông ta dùng những thực phẩm rất cầu kỳ quý giá để ăn và đãi khách, mà những tâm tàn sát vô số sinh vật vô tội. Ông thường nói với mọi người, đời người sống chẳng được bao lâu, nếu không biết tận hưởng những thức ăn cao lương mỹ vị thì thiệt là uổng. Những bậc hiền trí đều không đồng tình với quan điểm của ông. Có người nói, để rồi xem, chung cuộc một ngày nào đó chắc chắn ông ta sẽ chuốc lấy quả báo xấu. Quả nhiên, trải qua hơn 10 năm, gia cảnh lần lần suy sụp, còn ông thì mang một chứng bệnh điên, không phân biệt đông tây, phải trái, sạch bẩn, thường bóc phân bỏ vào miệng, gặp hòn sỏi, mảnh sắt cũng cho vào miệng nhai bừa, nuốt đại, vì vậy mang thương tích và không tiêu hóa nổi nên phải chết. Đó là hậu quả của sự tham thực. Thương thai, trên dao dưới thớt, trong khoảng thời gian đó, biết bao nhiêu con vật đau đớn chỉ vì miệng, bụng mà ngày ngày tàn hại không biết bao nhiêu sinh mạng, tạo nên sát nghiệp quá nặng, thì làm sao mà tránh khỏi ác báo. Xưa kia ở thành Khanh Châu, có một lão ông không con. Nghe người ta bảo rằng ăn rùa sẽ có con, ông liền đi mua thật nhiều rùa, hàng ngày nấu ăn. Trải qua hơn một năm,
toàn thân ông sanh ra ung nhọt. Các thầy thuốc đều bó tay, vô phương cứu chữa. Ông nằm trên giường, đau đớn rên la ú ớ, chịu nhiều thống khổ đến chết. Nhà trên đàn ca búa hát, dưới bếp giao thớt nhiều máu đỏ, thịt béo rượu nồng, tổn giảm tuổi thọ, phước đức tiêu mòn, thiện ác phước hòa. Người có trí huệ nên cẩn thận. Mọi người đều cho rằng tội của người giết nặng, tội của người ăn nhẹ. Điều này không đúng. Luật pháp đã quy định phạm tội cũng chia làm hai loại, đó là thủ phạm và tòng phạm. Thủ phạm chính là tự tay mình làm, còn tòng phạm là những kẻ hùa theo. Vậy thì người trực tiếp giết là thủ phạm hay là người ăn thịt là thủ phạm? Điều này không nhất định. Ví như lúc đồ tể giết heo đi bán, lúc này đồ tể chính là thủ phạm, người mua thịt là tòng phạm. Nhưng thịt không đủ bán, người mua thịt nhiều quá, đồ tể bèn giết thêm. Lúc này người mua thịt trở thành thủ phạm, đồ tể là tòng phạm. Cho nên gieo nhân như thế nào thì mỗi người tự chịu quả báo như thế ấy. Người thời nay không tin sợ lý nhân quả báo ứng bằng người thời xưa. Họ rất sợ nhân quả, mà ngay kẻ đồ tể cũng sợ nhân quả báo ứng. Cho nên lúc sắp giết heo, miệng họ luôn nói thế này: heo này, mày đừng hận tao, mày là món ăn của thế gian, họ không ăn tao không giết, mày hãy đòi nợ người ăn thịt. Bạn xem, chẳng những người ăn, cho đến kẻ giết heo cũng sợ heo đến đòi mạng. Như thế, rốt cuộc heo đòi nợ người ăn hay là đòi nợ người giết? Tục ngữ có câu nói rất hay: oan có gia, nợ có chủ. Cho nên ăn có quả báo của ăn, giết có quả báo của giết. Thuở xưa, Đức Phật trú tại thành La Duyệt Kỳ. Cách nước này 500 dặm, có một hòn núi là nơi cư trú của một gia tộc gần 122 người. Họ sống bằng nghề săn bắn trong rừng, chẳng có ai biết làm ruộng rẫy. Tín ngưỡng của họ là thờ quỷ thần. Đức Phật thấy họ có thể độ được nên Ngài đến đó ngồi dưới một gốc cây. Thân Phật tỏa ánh từ quang chiếu khắp đất trời, cây lá trong núi đều biến thành sắc vàng. Lớn nhỏ ai thấy cũng đều hoan hỷ cho Phật là một vị thần linh nên kéo đến lễ bái. Đức Phật nhân đó thuyết giảng về tội báo sát sanh, phước đức từ bi cho họ nghe. Nghe xong ai nấy đều hoan hỷ nói: chúng con sát sinh ăn thịt để sống, nay muốn dâng cúng thịt thú rừng, xin Ngài hãy nhận lấy. Đức Phật bảo: trong giáo pháp của chư Phật không ăn thịt chúng sanh. Ta đã thọ trai rồi, không cần phải dọn ra nữa. Đức Phật nhân đây dạy rằng: người sống ở đời thức ăn chay rất nhiều sao không ăn, lại giết hại mạng sống của chúng sanh mà ăn, để rồi sau khi chết phải bị đọa vào tam đồ ác đạo. Làm người nên ăn ngũ cốc, thương yêu mọi loài, vì tất cả chúng sanh đều ham sống sợ chết. Giết các loài vật để nuôi sống mình, tội lỗi rất nặng. Người nào có tâm từ bất sát, đời đời được an vui. Mọi người nghe Phật dạy ăn năn hối cải. Phật vì họ giảng giải về công đức của việc không sát sinh, ăn chay và tội báo của việc giết hại ăn thịt. Người đứng đầu bộ tộc tỉnh ngộ liền quỳ xuống bạch Phật: chúng con sinh trưởng nơi núi rừng, lấy việc săn bắt làm kế sinh nhai, tội lỗi chất chồng rất nhiều, xin Ngài dạy cho cách nào để từ bỏ nghề săn bắt này. Bấy giờ Phật nói kệ: hành từ bi bất sát, thận trọng ý và lời, đây là chỗ bất tử, an lạc không tai họa. Đức Phật nói xong kệ, tất cả đều phát tâm ăn chay, dân giữ năm giới. Sau đó Đức Phật đến nói với vua Bình Sa, cấp cho họ ruộng đất và hạt giống để làm ăn sinh sống. Thấy được sự tai hại của sát sanh ăn thịt, quý vị tập ăn chay một thời gian,
bất chợt thấy người ta cắt cổ gà, đập đầu cá nó dãy chết. Mình cảm nhận nỗi đau đớn ghê gớm mà trước đây không hề hay biết. Trong kinh Niết Bàn, Phật nói: người ăn thịt dứt mất hạt giống từ bi, người ăn chay được công đức vô lượng. Trong giới Bồ Tát, Đức Phật dạy rằng: này các Phật tử, người nào cố ý ăn thịt của các loài chúng sinh thì mắc vô lượng tội. Sát sanh cũng là nguyên nhân sanh ra chiến tranh. Con người ỷ mạnh hiếp yếu, giết hại thú vật một cách độc ác. Trước khi chết, nó ôm lòng oán hận. Đến khi trả hết nghiệp thú, sanh lên nhân gian, đó là lúc oan gia đối đầu. Nên thế giới thường xảy ra những cuộc chiến tranh thảm khốc. Họ hăng say bắn giết lẫn nhau để giải quyết món nợ truyền kiếp. Giống như truyện dòng họ Thích bị vua Tỳ Lưu Ly giết hại. Truyền kể, một hôm Đức Phật ngồi tĩnh tọa dưới gốc cây, bỗng nhiên cảm thấy nhức đầu. Trong khi đó, vua Tỳ Lưu Ly đang kéo binh đến đánh dòng họ Thích. Đức Phật liền dùng thần thông hiện ra đứng trước đoàn quân. Vua Tỳ Lưu Ly thấy thế, liền xuống ngựa đảnh lễ Phật, rồi kéo quân về. Trải qua 3 lần như vậy, đến lần thứ 4, ông ta kéo quân đi ban đêm. Đức Phật không hiện ra nữa. Trong khi đó, dòng họ Thích vì giữ giới bất sát nên đứng thản nhiên cho chúng giết. Người nam họ bắt chôn sống ló cái đầu lên, rồi cho voi giày đạp. Còn nữ thì chặt tay chân, xẻo mũi, quăng xuống hố. Qua cuộc thảm sát, ngài Xá Lợi Phất hỏi Phật: bạch Đức Thế Tôn, do ác nghiệp gì mà dòng họ Thích bị đoàn quân của Tỳ Lưu Ly giết hại một cách dã man thảm khốc như thế? Và do nguyên nhân chi Thế Tôn bị nhức đầu? Đức Phật nói: thuở xưa, hồi thời quá khứ, ở một thôn nọ, nhằm năm hạn hán mất mùa nên dân chúng kéo nhau đến hồ để bắt cá ăn. Trong hồ có 2 con cá chúa là Đa Ngư và Đa Thiệt. Tập hợp đàn cá lại nói rằng: bấy lâu nay chúng ta sống trong cảnh bình an, vui vẻ. Không ngờ hôm nay loài người ỷ mạnh hiếp yếu vô cớ đến đây giết hại chúng ta. Cái hận này quyết trả cho bằng được. Kể đến đây, Đức Phật nói: do nhân duyên ác nghiệp nó âm thầm ráp nối, những người dân làng thuở xưa sanh lên nhân gian làm quyến thuộc dòng họ Thích. Còn những con cá thuở đó cũng đồng thời sanh lên kết làm quan quân của Tỳ Lưu Ly. Do oan trái đời quá khứ nên dòng họ Thích mới bị đoàn quân của Tỳ Lưu Ly giết hại như thế. Còn ta bị nhức đầu là vì thuở đó là một em bé thấy người lớn bắt cá liền lên bờ, liền lấy cây gõ vô đầu nó chơi, nên bị quả báo nhức đầu. Đức Phật khuyến cáo đại chúng: sở dĩ ta hiện ra ngăn chặn đoàn quân của Tỳ Lưu Ly không phải là không biết luật nhân quả, mà để cho người đời thấy rằng chính ta có đầy đủ thần thông diệu lực. Như thế mà còn không ngăn được bước tiến của nghiệp lực, đừng nói chi là chúng sanh bình thường, thì làm sao thoát khỏi? Các con hãy xem lấy đó mà tự nhắc nhở mình. Tứ chúng nghe lời Phật dạy, tất cả đều phát nguyện trọn đời tránh xa sát sanh hại vật. Ở thế gian, người ta quan niệm vật dưỡng nhân, giết thú ăn thịt là chuyện bình thường. Nhưng khi xem kinh rồi mới thấy không đơn giản như quý vị nghĩ đâu. Vì gieo nợ máu phải trả bằng máu. Trong Khế Kinh, Phật nói: chúng sanh từ vô thủy đến nay cứ mãi giết hại, ăn thịt lẫn nhau, nên bị ác báo sanh tử trả dây trong 3 cõi 6 đường. Kinh Lăng Nghiêm nói: hễ giết một mạng là đền một mạng. Tổ xưa từng dạy: thay lền trong cánh ngọt, oán hận thấu trời xanh, tiếng kêu trong lò thịt, gây thành lửa đao binh. Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi diễn tả cảnh bi đát của một con lừa bị người đồ tể đem vào lò mổ xẻ thịt. Anh có biết khi em vào lò thịt,
cả chân tay đều bị trói nằm co. Thân thể em chờ nước chín trong lò, giờ phút cuối lệ trào tuôn khóe mắt. Qua hai bài kể trên, chư tổ chỉ cho chúng ta thấy trong bát canh có rất nhiều sự đau đớn, oán hờn của con vật. Chính sự oán hờn đó, nó biến thành đao binh giặc giả. Quý vị xem tivi, nghe đài, coi báo, thấy trên thế giới thường xảy ra chiến tranh, và hàng ngày có không biết bao nhiêu vụ đâm chém, thủ tiêu, âm mưu giết hại lẫn nhau, đều do nghiệp sát gây ra. Ngày nào con người còn giết hại thú vật để ăn, là ngày đó còn các bà mẹ buồn rầu gạt lệ tiễn con ra chiến trường, và những người vợ âu sầu đau khổ khóc than khi hay tin chồng tử trận, khiến con cái bơ vơ không biết cha mình là ai. Chiến tranh không bao giờ chấm dứt nếu con người còn tạo ra nghiệp sát. Trong Kinh Bồ Tát Giới, Phật nói: tất cả chúng sanh đều là quyến thuộc, có đầy đủ Phật tánh như nhau không khác. Nếu chúng ta giết chết một con vật, tức là bóp chết lòng từ của mình, giết luôn vị Phật tương lai và giết lộn ăn làm người thân trong quá khứ. Quý vị xem qua mẫu chuyện trong Kinh Pháp Cú thí dụ sẽ rõ. Thuở xưa, Đức Phật an trụ tại nước Xá Vệ vì hàng trời người mà thuyết pháp. Lúc ấy trong thành có ông trưởng giả rất giàu có, nhưng tánh tình quá tham lam keo kiệt, không biết bố thí là gì. Một hôm, trưởng giả sai vợ giết một con gà béo, ướp gừng tiêu gia vị rồi đem quay. Các món ăn chẳng mấy chốc đã xong, rồi bưng lên cúng ông bà cha mẹ. Khi dọn xuống bàn, ông ra lệnh cho đóng cửa lại, hai vợ chồng và đứa con nhỏ ngồi ăn uống với nhau. Đức Phật biết ông trưởng giả có thể độ được, bèn hóa ra một vị sa môn ngồi trước bàn ăn của họ. Trưởng giả ngẩng đầu lên trông thấy liền mắng: ông là tu sĩ mà không biết hổ thẹn, nhà người ta đang ăn uống sao lại đường đột xông vào? Người mới thật ngu si, không biết hổ thẹn. Ta là khất sĩ, có gì mà hổ thẹn? Tôi và vợ con ngồi ăn uống vui vẻ với nhau, ông nói không biết hổ thẹn là sao? Này trưởng giả, con gà trên bàn là cha của ngươi đời trước, vì quá tham lam bị đọa làm gà. Đứa con của ngươi từ nhiều kiếp trước là quỷ la sát, vì oan trái nhiều đời nên nó đến để hại. Còn vợ của ngươi ngày nay chính là mẹ ngươi đời trước, do vì quá luyến ái nên sanh trở lại làm vợ. Sáu nẻo luân hồi quanh quẩn trong đó, phàm phu khó mà biết được. Chỉ có các bậc chân nhân đắc đạo mới thấy được các việc người chết chỗ này, sanh chỗ kia. Để cảnh tỉnh ông, Đức Phật liền vận dụng thần thông cho trưởng giả thấy được những việc xảy ra ở đời trước. Trưởng giả kinh sợ toát mồ hôi, liền đảnh lễ Phật, cầu xin sám hối tội lỗi, tạ ơn Đức Phật, xin thọ trì ngũ giới, nguyện trọn đời từ bỏ nghiệp sát. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ: chúng sanh bị não hại, lão tử nghiệp trả dây, bậc bi trí giải thoát, không giết hại chúng sanh. Người trí thấy rõ ái, ngục kiên cố khó ra, nên tránh xa các dục, dứt ái được an ổn. Trưởng giả nghe Phật thuyết xong liền chứng quả Tu Đà Hoàng. Ở thế gian có lắm nhà đến ngày đám giỗ tuần thất thì giết mổ rất nhiều trâu, bò, heo, chó, gà, vịt, tôm, cá, tổ chức yến tiệc linh đình, nấu nướng bày vẽ đủ thứ món ăn, đặt lên bàn thờ, cúng vái ông bà cha mẹ, thân nhân quá giảng về ăn. Nhưng khi đem xuống, cá thịt vẫn còn nguyên, rồi cùng nhau ăn uống no say, có khi cãi giả, đánh lộn, la lối ôm xồm, thử hỏi có ích gì cho vong linh người quá cố? Trong Kinh Địa Tạng dạy, con người sau khi chết, thần hồn dơ dẫn mịt mờ,
lúc nào cũng trông ngóng chờ đợi người thân tu tạo phước lành, hồi hướng cho họ được nhẹ nhàng siêu thoát. Nếu con cháu thân bằng quyến thuộc vì nghĩ tưởng đến người thân đã mất, phát tâm thiết lễ trai tăng, cúng dường tam bảo, bố thí phóng sanh, thì bảy phần công đức người mất hưởng được một phần, sáu phần còn lại người đứng ra làm được hưởng. Trái lại, nếu giết hại sinh vật để cúng tế thì chẳng có ích lợi gì, chỉ kết thêm nghiệp tội cho người mất càng thêm sâu nặng. Giống như kẻ lữ hành chất đầy gánh nặng trên vai, lại có người gửi thêm ít đồ vật nữa, càng làm cho họ khốn đốn khổ sở thêm lên. Liên Trì Đại Sư Tùy Bút Ký có ghi: Tỉnh Triết Giang ở Tiền Đường, họ Kim một đời kiền thành trì trai. Sau khi từ trần, thần thức báo mộng cho một người trong nhà: Ta tuy chưa được giảng sanh tịnh độ, nhưng hiện tại rất an vui. Ngày hôm sau, thần thức lại báo mộng: Ta nay không được tự do như trước nữa, vì các ngươi đã giết gà tế mộ nên ta bị liên lụy. Hiểu tử hiền tôn, chỉ nên hương hoa rau quả cúng tế, cố gắng ăn chay, giữ giới, tụng kinh, niệm Phật, cúng dường, bố thí, phóng sanh, lập công bồi đức, để hồi hướng cho hương linh quá cố sớm được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thoát khỏi cảnh luân hồi. Đó mới thật là chân chính báo ân. Trong kinh Phật dạy như thế. Vậy mà có nhiều người nói rằng: Lúc sanh tiền ông bà cha mẹ tôi ăn thịt uống rượu, bây giờ đã quá giảng, tôi phải dâng cúng rượu thịt để tỏ lòng tri ân đấng sinh thành. Nên họ thẳng tay sát sinh hại vật cúng tế linh đình. Thật là trái lời Phật dạy, tội báo khó lường. Chúng ta là đệ tử của Phật, phải biết dâng lời Phật dạy, học hạnh từ bi của Ngài. Bất cứ đám tiệc gì chớ có sát sanh hại vật. Sau đây là mẫu chuyện đáng để cho chúng ta noi theo. Vào thời nhà Minh, tại Côn Sơn có Hứa Thái phu nhân là thân mẫu của quan Hàn Lâm Từ Tích Dư. Cả đời bà chuyên ăn chay, ưa phóng sanh, thích làm việc thiện, giúp đỡ người nghèo khốn không biết mỏi mệt. Mỗi ngày bà đều có hai thời công phu sớm chiều, chưa hề gián đoạn. Những ngày tuần thất dỗ quải ông bà và đám cưới cho con cháu, bà đều tổ chức cúng kiến đãi khách toàn là những thức ăn chay lạc. Đến tuổi lục tuần, trước lễ mừng thọ 3 ngày, bà nấu cơm cháo đem bố thí cho những người bần cùng và cho mỗi người một phần tiền. Đến ngày khánh tuế, bà con thân thích và bạn bè làm lễ chúc mừng cực kỳ linh đình. Bà đãi khách toàn bằng món chay tịnh. Nhân dịp chúc thọ, bà tặng cho mỗi người một bộ kinh Pháp Hoa và nói vài lời thăm hỏi cảm ơn. Về sau, bà càng khỏe mạnh hơn, con cháu thăng quan tiến chức, hết lòng hiếu thảo. Còn bà thì hưởng thọ hơn 90 tuổi, không bệnh mà chết một cách an lành. Đó là phước báo hiện tiền cho những người có tâm nhân từ. Trái lại, trong kinh Địa Tạng nói: Nếu ai sát sanh hại vật, nhóm họp quyến thuộc để uống rượu ăn thịt, đờn ca múa hát, thì đã phạm tội lỗi, tất phải chuốc lấy tai vạ. Người đời thường gây ác nghiệp, cho nên họ phải chịu nhiều thống khổ vô tận. Đến khi thân hoại mạng chung, thần hồn bơ vơ không nơi nương tựa, mình làm mình chịu, thần thức tự thú tội với Diêm Vương, Ngụy Ngưu Đầu, Mã Diện, Ngục Tốt, chẳng gì nể ai, ngày đêm hành tội liên miên. Kinh Tội Nghiệp Báo Ứng Địa Ngục nói: Thuở Phật còn tại thế, một hôm Ngài tín tượng Bồ Tát du hành cảnh giới địa ngục, thấy có rất nhiều người bị quỷ sứ bắt quăng vào núi đao rừng kiếm, phanh da xẻ thịt, đau đớn vô cùng. Ngài về hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên ác nghiệp gì mà họ lãnh thọ ác báo như thế? Phật nói: Những người đó kiếp trước hay giết người sát vật, treo móc bầm chặt, làm chúng sanh đau đớn vô cùng không thể chịu nổi.
vì ác nghiệp ấy nên mắc phải tội như thế. Kinh Địa Tạng cũng nói: mẹ của Quan Mục vì ăn cá quá nhiều nên mới bị đọa địa ngục. Đó là lời dạy của Phật và Bồ Tát. Nếu ai không tin thì cứ giết. Trời Phật Bồ Tát cũng không can cản được. Tới khi quả khổ đau chết chóc nó đến rồi, cho dù có khóc than kêu réo trời Phật Bồ Tát ơi cứu con, cứu sao nổi mà cứu. Chúng ta phải tự cứu lấy bằng cách là luôn luôn cảm nhận nỗi khổ của chính mình, rồi nghĩ đến nỗi khổ của chúng sanh, liền dừng tay thảm sát, thì làm gì có hoạn nạn khổ đau. Kinh Pháp Cú nói: mọi loài sợ hình phạt, mọi loài sợ tử vong. Lấy mình làm ví dụ, không giết không bảo giết, hay là dừng chân thì bóng chẳng theo, nhân tai thì nghiệp chẳng đeo theo mình. Trong Luật Nghi Khất Sĩ có dạy: ngày xưa vào mùa đông, các nhà đạo đức tự tâm bắt rận bỏ trong ống tre, phủ bông gòn cho ấm, cạo mồ hôi cho ăn, vì sợ chúng đói lạnh mà chết. Cho đến sự lượt nước, vì sợ uống lầm giết mạng vi trùng. Sự che đèn vì sợ con thiêu thân uổng tử, ấy là việc làm của người chứng đạo từ bi, loài nhỏ bé mà lòng còn thương xót bảo hộ dường ấy. Ta nay là người học đạo, lẽ nào lại đi giết hại hay sao? Có lắm kẻ tìm vui thích trên sự đau khổ của người khác, nuôi thân mạng mình bằng xương máu của các loài vật, mà lại cầu cho được sống lâu, tự do, hạnh phúc. Đó chẳng khác nào gieo giống đắng cay, mà lại mong trổ quả ngon ngọt. Chuyện đó không bao giờ có. Nên Bồ Đề Lão Tổ có dạy: sát sanh cầu thọ, ác lai ác báo. Sát sanh cầu phước, tai họa trùng lai. Sát sanh cầu lợi, lão lai thọ khốn. Làm nghề cắt họng, tự sát quỷ mình. Vào rừng săn bắn, tai họa thình lình. Nuôi thú bán con cháu phân ly. Thiến con lượm trứng, tuyệt tử vô tôn. Giết người hả giận, chung thân thọ khổ. Giết người đoạt của, làm heo chính kiếp. Dùng lửa hại người, loạn tâm loạn trí. Thuốc độc hại người, quan gia chết yểu. Càng tạo nghiệp sát là tự lao mình vào con đường sanh tử luân hồi, thường mạng lẫn nhau. Muốn tháo gỡ hận thù, oan trái, đọa đày, Phật dạy phải mở rộng lòng từ bi, bố đức phóng sanh. Từ là lòng thương yêu rộng lớn, bi là cứu khổ ban vui cho tất cả chúng sanh. Muốn có lòng từ bi, trước tiên chúng ta phải giữ giới, ăn chay, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, giúp đỡ anh chị em, dòng họ, đồng bào, xã hội, vạn loại chúng sanh, cho đến kẻ thù ghét và hãm hại mình mà vẫn thương được. Để trưởng dưỡng đạo tâm, giúp người cứu vật trong lúc lâm nguy sắp chết. Nếu thấy mình có khả năng cứu người thoát chết thì phước đó vô cùng to lớn, còn hơn xây chính ngôi tháp thờ Xá Lợi Phật. Hoặc thấy chim cá sắp bị cắt cổ, nhổ lông, chặt kỳ, đánh dẫy, ta nên xuất tiền ra mua chúng phóng sanh. Con chim vỗ cánh tung bay trên nền trời xanh, cá kia lượn mình tung tăng bơi lội giữa dòng nước sâu. Chúng ta thử tưởng tượng sự vui sướng của chúng biết là dường nào. Cho nên Phật tử khi đã hiểu đạo, tự mình không giết hại. Nếu thấy người ngoài hay con cháu sát sanh hại vật, ta phải dùng lời khôn khéo khuyên nhắc họ phát khởi từ tâm, rộng ơn tha mạng, khiến cho đang lúc ngặt nghèo bỗng trở nên yên vui, cảm ơn ta vô cùng. Đời này không trả, kiếp sau chúng kết làm quyến thuộc bằng hữu tâm giao, tận tình ủng hộ mình, làm nên sự nghiệp dễ dàng. Thí dụ như mua bán mà gặp những chúng sanh đã thọ ơn mình trong hiện tại hay quá khứ, khi đi ngang qua gian hàng nhìn thấy ta, tự nhiên sanh tâm cảm mến, vô mua một cách vui vẻ. Trong Khế Kinh Phật nói:
Sở dĩ ta đi đến đâu tứ chúng đều kính trọng là vì trong quá khứ họ từng thọ ơn ta. Hôm nay gặp lại tự nhiên sanh tâm kính mến, nguyện làm đồ chúng, hoan hỷ cúng dường, nghe lời làm theo. Nói đến chuyện khuyên người chớ sát sanh hại vật, thuở Phật còn sanh tiền, mỗi khi thấy ai sát sanh hại vật, Ngài liền đem lời lành khuyên nhủ. Điển hình như một hôm, Phật cùng chư Tăng đang đi khất thực. Phật gặp một nhóm trẻ em đang tụ họp với nhau chơi đùa. Các đứa trẻ này đang hành hạ những con cua nhỏ mà chúng vừa bắt được dưới ruộng. Một đứa trẻ trong bọn chúng lấy bàn tay trái đè lên lưng con cua, tay phải bẻ một cái càng. Bọn trẻ reo hò vang dậy, đứa kia thích chí bẻ gãy một cái càng cua khác, rồi bọn trẻ vỗ tay reo hò. Chúng chơi như vậy cho đến khi tất cả hai càng và tám chân của con cua đều bị bẻ gãy hết. Rốt cuộc chúng liệng con cua xuống ruộng rồi đi bắt con khác để chơi. Thấy Phật và chư Tăng đi tới, bọn chúng ngẩng đầu lên chào rồi lại cúi xuống chơi trò hành hạ mấy con cua. Chúng tàn ác mà không biết là mình tàn ác. Phật bảo bọn trẻ ngừng tay. Ngài nói: Này các con, nếu các con bị trật chân hay gãy tay thì các con có đau không? Bạch Phật, con rất đau ạ. Con cua bị các con bẻ gãy càng và gãy chân cũng đau đớn như thế đó, các con có biết không? Bọn trẻ im lặng. Phật nói tiếp: Con cua cũng biết ăn uống, nó cũng có cha mẹ, anh và chị em của nó như các con vậy. Các con làm khổ con cua như thế, tức là các con đã làm khổ luôn cả cha mẹ và anh chị em của nó. Các con hãy suy nghĩ đi. Bọn trẻ tỏ ra hối hận. Lúc bấy giờ, Đức Phật và chư Tăng đứng quanh bọn trẻ, những người qua lại cũng đến xem. Nhân cơ hội này, Phật dạy cả trẻ em lẫn người lớn về lòng từ bi. Ngài nói: Chúng ta phải làm sao để cho tất cả mọi loài đều được yên ổn và có niềm vui trong sự sống. Chúng ta phải bảo vệ sự sống cho nhau và đem niềm vui cho nhau. Tất cả mọi loài, dù lớn dù nhỏ, dù đi bằng hai chân hay đi bằng bốn chân, dù bò trên mặt đất hay bay trên hư không, hoặc bơi lội trong nước, cũng đều có quyền sống. Chúng ta không nên đem tâm hận thù sát hại nhau, mà chúng ta phải biết che chở cho nhau. Này các con, hãy ban rải tình thương yêu đến các loài vật, như bà mẹ đem thân mạng che chở cho đứa con yêu quý nhất của mình. Mỗi người trong chúng ta phải mở rộng lòng ra để đón nhận và che chở cho tất cả các loài sinh vật đang có mặt trên, dưới, trong, ngoài và chung quanh ta. Trong khi đi đứng nằm ngồi, trái tim ta phải mang theo tình thương đó, và ta hãy an trú đêm ngày trong tình thương đó. Vậy xong, Phật bảo bọn trẻ cùng Ngài đem thả những con cua còn lại xuống ruộng. Rồi Phật cùng chư Tăng tiếp tục đi khất thực. Cứu vật phóng sanh còn tăng thêm tuổi thọ, như trong kinh Hiền Ngu nói: Thuở xưa có hai thầy trò chú Sa Di tu trên núi. Một hôm ông thầy nhập định, thấy chú Sa Di sống không quá 7 ngày, nên bảo đệ tử rằng: Đã lâu rồi con chưa về thăm cha mẹ, hôm nay cho phép con về thăm nhà 7 ngày. Chú Sa Di nghe lời thầy về thăm cha mẹ, đúng kỳ hẹn trở về. Ông thầy ngạc nhiên hỏi: Từ lúc con về nhà đến nay, có tạo được phước lành gì không? Thưa thầy, khi con đi về dọc đường thấy một đàn kiến đang bị nước cuốn trôi, nhìn cảnh thương tâm ấy, con liền lấy một cành cây cứu chúng thoát nạn. Lành thay, này con, cứu một chúng sanh thoát khỏi nạn chết, phước đức vô lượng. Đáng lẽ mạng sống của con đã hết, nhưng nhờ con biết phát tâm giải cứu vô số sanh linh, nên tuổi thọ được tăng lên. Vậy từ nay con hãy cố gắng phát huy tinh thần bất sát, cứu vật, giúp người, để duy trì tuổi thọ làm lợi ích chúng sanh. Chú Sa Di kính cẩn ghi nhớ lời thầy dạy, thực hành. Về sau, trở thành một vị cao tăng đức độ, sống lâu. Ngoài ra, phát tâm từ cứu vật phóng sanh còn hóa giải những căn bệnh hiểm nghèo.
Khế Kinh kể rằng, vào thời Đức Phật ở thành Dương Xá có ông trưởng giả, một hôm lâm phải cơn bạo bệnh, chạy chữa rất nhiều danh y, nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm. Tôn giả: chư dư tội trung sát nghiệp tối trọng, chư công đức trung phóng sinh đệ nhất. Tại sao phải phóng sinh? Phóng sinh tức là trả món nợ sát sinh mà chúng ta đã tạo từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay. Kinh Hoa Nghiêm nói: nếu ác nghiệp này có hình tướng thì tận hư không cũng không thể dung chứa hết được. Trong kiếp này chúng ta đã tạo ác nghiệp quá nhiều, huống chi là nhiều đời nhiều kiếp, nên biết rằng luật nhân quả có nợ phải trả, có tội phải đền. Nghĩ đến mình toàn thân đều là sát nghiệp, sao không kịp thời ăn năn sám hối, cố gắng phóng sinh, hầu mong đền trả oan gia túc trái trong muôn một ư? Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Bổn Nguyện Công Đức dạy rằng: phóng chư sanh mạng, bệnh đắc từ vũ, chúng nạn giải thoát, phóng sinh tu phước, linh độ khổ ách, phất tào chúng nạn. Phóng sinh có những công đức gì? Công đức phóng sinh rộng lớn, vô lượng vô biên, không thể tính đếm. Trong Khế Kinh nói, nếu người nào thường làm việc phóng sinh, thời hưởng được 10 phước báo như sau: 1. Không có đao binh kiếp, tránh họa chiến tranh tàn sát. 2. Trường thọ khỏe mạnh, ít bệnh. 3. Tránh được thiên tai hoạn nạn. 4. Con cháu đời đời hưng thịnh. 5. Chư thiên gia hộ sở cầu đều toại nguyện. 6. Quan lộc hưng thịnh, thuận buồm xuôi gió. 7. Hợp lòng trời, chư Phật quan hỷ, các loài vật cảm ơn. 8. Giải oán mở cừu, chư ác tiêu diệt, vô ưu vô não. 9. Hỷ khí kiết tường, bốn mùa an ninh. 10. Sau khi thân hoại mệnh chung, sanh lên cõi trời, hưởng nhiều phước báo. Nếu kim tu tịnh độ thì được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Lòng từ còn nhiếp phục được tà thần, ác quỷ, thú dữ, làm cho ngoại cảnh được thanh tịnh. Chư thiên gia hộ, mọi loài yêu mến, tu hành dễ thành công. Chúng ta hãy xem qua câu chuyện sau đây để thấy được năng lực nhiệm màu của lòng từ. Thuở Phật còn sanh tiền, có một số tỳ kheo đang tu tập trong rừng, thường bị các loài thú dữ, thần cây và ma quỷ quấy nhiễu, làm cho các ngài tu không được. Liền về bạch Phật tìm phương hóa giải. Phật dạy: các con nên khởi từ tâm đối với tất cả chúng sanh thì sẽ được an lạc. Các tỳ kheo nghe lời Phật, quay lại rừng tu tập tâm từ. Nhờ thế được chư thiên gia hộ, quỷ thần quy phục, mọi loài yêu mến. Quý ngài yên ổn tiến tu cho đến khi chứng đắc đạo quả A-la-hớn. Trong các hàng đệ tử Phật, tôn giả Tu Bồ Đề tu tập lòng từ rất nghiêm túc. Trước khi đi khất thực, tôn giả quán sát, nếu thấy có người nào nhìn ngài đi khất thực mà sanh tâm niệm ác, thời tôn giả thà nhịn đói chứ không đi. Vì nhớ lại thuở quá khứ, ngài sanh tâm niệm ác khi thấy một thầy tỳ kheo được thí chủ cung kính cúng dường. Do ác nghiệp đó nên bị đọa vào địa ngục, chịu nhiều thống khổ. Bởi thế tôn giả thà chấp nhận nhịn đói chứ không đi khất thực, vì sợ người ta sanh tâm hủy báng mà bị sa đọa như ngài thuở xưa. Tôn giả Tu Bồ Đề thường nói: nếu có người nào không bằng lòng cho tôi đứng, tôi sẽ ngồi, hoặc chẳng quan hỷ cho ngồi, tôi đứng mãi. Tôn giả vì thương xót chúng sanh nên lúc nào cũng thực hành từ tâm vô ngại. Tấm gương trong sáng của tôn giả đáng để cho chúng ta noi theo. Nói đến phước báo của lòng từ, trong Khế Kinh Phật dạy: trong tiền kiếp, nhờ tu tập lòng từ, ta được sanh lên cõi trời Phạm Thiên, có oai đức tự tại, thống lãnh 1000 cõi phạm chúng. Cho đến hôm nay thành Phật đều do lòng từ mà được. Nhân đây Phật nói kệ:
Ban bố đức vô úy, đó gọi là từ thiện với tất cả chúng sanh. Nếu sanh được lòng từ, đặng phước báo vô lượng. Giả sử như có người đem thất bảo bố thí và thành tâm cúng dường, chẳng bằng tu lòng từ. Người đó sau khi chết sanh làm trời phạm thiên. Trong kinh Tăng Chi, Phật từng dạy chư tỳ kheo: nếu người nào tu tập từ tâm thời hướng được tám sự lợi ích. Một là không thấy ác mộng, thức ngủ yên vui. Hai là người đời ái mộ. Ba là chư thiên, thiện thần phù hộ. Bốn là không bị tai nạn về nước và lửa. Năm là độc trùng ác thú, thuốc độc không gia hại. Sáu là dứt sạch phiền não, hóa giải hết oan trái, oán thù. Bảy là mạng sống lâu dài. Tám là sau khi thân hoại mạng chung, sanh lên cõi trời phạm thiên. Muốn cho giấc ngủ an lành, mau thành chánh quả, trước khi đi ngủ Phật dạy phải tu tập từ bi quán. Thế nào là từ bi quán? Khế Kinh nói: thuở Phật còn tại thế, Ngài thường khuyên bảo các hàng đệ tử phải hằng nghĩ tưởng đến những chúng sanh bị hành phạt khổ đau ở chốn địa ngục, ngạ quỷ, đói khát, bức bách, súc sanh chịu cảnh giao thớt bầm chặt, Atula đấu tranh chém giết, người thì sanh lão bệnh tử, trời thời năm tướng suy hao. Tứ chúng phải khéo quan sát như thế, cho thấy rõ nỗi thống khổ của chúng sanh trong lục đạo, để nhắc nhở mình cố gắng tu hành thành đạo, cứu độ chúng sanh thoát khỏi cảnh sanh tử đọa đày. Quý vị nên nhớ, sau thời tụng kinh niệm Phật, hành thiền, tu từ bi quán, nên thành tâm cầu xin chư Phật, Bồ Tát từ bi cứu độ chúng sanh trong mười phương. Đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, tránh khỏi các điều rủi ro tai nạn, bệnh hoạn, bao nhiêu khổ não kinh sợ đều tiêu tan. Nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, kẻ âm được siêu, người dương thơ thới, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Quán nguyện được như thế, tâm từ mỗi ngày thêm tăng trưởng, thân tâm an lạc, giấc ngủ an hòa. Còn những ai hay thấy ác mộng là vì trong hiện tại hay quá khứ sát sanh hại vật, gây oan trái quá nhiều, khiến cho những oan hồn uổng tử nó theo báo quán. Muốn hóa giải oan trái ấy, phải quy y Tam Bảo, trì trai giữ giới, cúng dường bố thí, phóng sanh, tụng kinh niệm Phật, trì chú giảng sanh, nguyện đem công đức lành hồi hướng đến những vong linh oan trái với mình, sớm được siêu sanh tịnh độ. Phải tu như vậy mới hóa giải nổi. Khi lòng từ được thuần hóa, xung quanh mình nó tỏa ra những điển lành, ai nhìn thấy cũng đều kính mến, nên làm bất cứ việc gì đều được thành tựu tốt đẹp. Còn người nào cứ mãi chất chứa những phiền não sân si, ganh ghét, đố kỵ, thì trong thân ta phóng ra những trược khí, quả điển làm cho người chung quanh cảm thấy khó chịu khi giao tiếp với mình. Ngay đó việc làm ăn thường thất bại. Thí dụ như người bán hàng mà ăn nói cọc cằn thô lỗ, thì thử hỏi ai dám đến mua. Cho nên người Trung Hoa nói: bí quyết mua may bán đắt là gương mặt phải vui tươi, nói lời êm dịu, chân thật, nhiệt tình, ân cần với khách mới làm ăn lâu dài được. Đối với chúng ta là người tu, lại cần nhẫn nại ôn hòa hơn mới hướng dẫn người ngoài vào đạo được. Ngược lại, nếu cứ mãi chất chứa những phiền não trọng trược thì chẳng hóa độ được ai. Nói chung, muốn cho lòng từ được thành tựu tốt đẹp, trước tiên chúng ta phải ăn chay giữ giới. Mỗi khi thấy, nghe người và vật lâm vào cảnh khổ, liền tìm phương cứu giúp một cách bình đẳng, làm cho chúng sanh hết khổ được vui là mình mừng, không mong cầu chi hơn. Nguyện mau thành Phật cứu độ chúng sanh. Được như thế mới phù hợp bản ý và lời dạy của Phật. Nếu không, sẽ rơi vào trạng thái thương yêu vị kỷ, hẹp hòi,
do lòng ái nhiễm gây nên khổ đau. Quý vị hãy cùng tôi suy nghiệm qua mẫu chuyện sau đây sẽ rõ. Thuở Phật còn tại thế, Mặc Lợi phu nhân là tín nữ thuần thành. Một hôm, vua Ba Tư Nạp ngồi đàm đạo với bà. Vua hỏi: Này Ái hậu, trẫm nghe Phật nói ái là gốc khổ đau. Ta không chấp nhận vì ái đem đến khoái lạc cho con người. Bệ hạ nói ái là khoái lạc. Vậy thần thiếp xin hỏi, thí dụ trong nước có thiên tai, dân chúng lâm nạn chết chóc, khi đó bệ hạ có khổ không? Trẫm chỉ buồn chứ không khổ. Giả sử con gái mình là cành vàng lá ngọc, nó chết, bệ hạ có khổ đau không? Sao hậu nói thế? Con mình chết mà không khổ đau sao được? Chính ái là gốc sinh ra ưu, bi, khổ, não. Bệ hạ không thấy sao? Vua Ba Tư Nạp nghe qua liền tỉnh ngộ nói: Nhờ Ái Khanh giảng giải, trẫm mới hiểu lời Phật dạy, thật là hữu ích. Thành ra, lòng từ phải có trí huệ bình đẳng, vô ngã, vị tha, mới đạt đến cảnh giới từ tâm tam muội, hóa giải hết phiền não, oan trái hận thù, khổ đau, đem lại an lạc, giải thoát cho mình và chúng sanh. Nên có một bài thơ ca ngợi lòng từ như thế này: Lòng từ đẹp tựa như gương, không pha ác cảm, không dương tư thù. Thơm như hoa huệ sương thu, nhờ lòng cao thượng người tu hạnh từ. Hay là: Đường dặn nẻo đường đời đầy cát bụi, nhưng ai ơi còn một nẻo vinh quang. Có trăng vàng bác ái đượm tình thương, có suối ngọt dương chi lờ lững chảy, có giống cây từ bi muôn dạng trái, có hoa thơm hỷ xả ngát hương thơm, có con thuyền bát nhã độ nhân sinh, vượt bể khổ đưa người về bến giác. Có nhiều người nói nếu như cái gì cũng từ bi hết, thử hỏi nhà nông làm ruộng mà không xịt thuốc sâu, mò bắt chim chuột thì nó phá hoại hết mùa màng, lấy cơm đâu mà ăn. Hơn nữa những loài hung dữ như hùm beo, sư tử, rắn rết, mình không giết nó cũng hại mình. Quý vị nói như thế chỉ đúng về mặt thế gian, đấu tranh để sinh tồn, nhưng trái ngược tinh thần từ bi. Phật dạy: Xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo. Nếu người nào chấp cái thân này là thật, rồi giết hại các loài sinh vật để bảo vệ mạng sống, thì sau khi chết phải sanh trở lại chịu cảnh trả dây, giống như ai mến nhà tiếc của, đi đâu rồi cũng trở về nhà. Chấp cái thân này phải trở lại thọ lấy thân sanh tử, chứ không thể thành Phật, thánh, tiên được. Không cần suy diễn nhiều, quý vị hãy xem mẫu chuyện trong kinh Pháp Cú thí dụ sau đây, thời sẽ rõ. Thuở Phật còn trụ thế, ở thành La Duyệt Kỳ, một hôm có hai thầy tỳ kheo cùng đi sang nước Xá Vệ viếng Phật. Nhưng gặp năm hạn hán, đường đi xa xôi, bao nhiêu lương thực, nước uống mang theo lần hồi hết sạch. Trong lúc nguy cấp, đói khát cháy cổ, chân tay bủn rủn, bỗng thấy một cái hồ, dưới đáy còn đọng lại ít nước. Hai thầy vui mừng quá, liền xuống định múc uống. Nhưng than ôi, trong nước toàn là côn trùng, không biết tính làm sao. Nếu uống thì phạm giới sát sanh, không uống phải chết. Thầy nhỏ nói mình nên uống để duy trì mạng sống, đi đến viếng Phật nghe Pháp. Thầy lớn tự nghĩ mình đã thọ giới bất sát, nếu uống thì phạm giới, còn mặt mũi nào nhìn Phật, cho nên chấp nhận chết. Người thầy nhỏ thấy người bạn đồng hành lìa trần, trong lòng vô cùng buồn bã, cất bước lên đường. Khi đi đến nơi gặp Phật, liền đem câu chuyện đau lòng đó thuật lại và hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, chẳng hay người bạn của con thác sanh vào chốn nào? Phật đáp: Bạn của ngươi nhờ giữ giới thanh tịnh nên sau khi chết tức khắc sanh làm chư thiên, có oai đức tự tại, trước thấy ta rồi.
Còn ngươi vì mê chấp cái thân giả tạm nên phải chịu cực khổ vất vả, lặn lội đến nay mới tới. Tuy đứng gần bên ta nhưng cách xa ngàn dặm. Nhưng đó Phật dạy, thân này là bất tịnh do tứ đại giả hợp, chớ có tham mến mà gây ra ác nghiệp. Phải lợi dụng nó làm lợi ích cho chúng sanh, xả thân cầu đạo mới mong sanh về cảnh giới an lành thành Phật. Lại nữa, giữ giới không sát sanh sẽ có công đức rất lớn, chú nguyện việc chi đều được thành tựu tốt đẹp. Như vào thời Đức Phật, một hôm sư Ahimsaka đang đi khất thực, sư gặp một thiếu phụ nghèo đang lâm bồn dưới một cội cây ở lâm viên. Thiếu phụ đau đớn vô cùng mà không sinh nở được. Sư xúc động quá, liền vì bạch Phật tìm phương cứu giúp. Phật bảo, sư hãy đi mau tới thiếu phụ kia, rồi thành tâm nói như vậy: này cô, từ ngày tôi xuất gia trong giáo pháp giác ngộ đến nay, tôi chưa bao giờ cố ý xúc phạm đến sinh mạng của một loài nào. Nguyện nhờ công đức lành này mà cô sinh cháu được bình an. Lập tức, sư Ahimsaka đi nhanh tới khu lâm viên nói với người thiếu phụ đúng theo lời Phật dạy. Chỉ một vài phút sau đó, thiếu phụ sinh được em bé bình an. Song nghiệp sát thật là khó giữ, vì sự ăn uống hàng ngày người ta phải sát sanh hại vật, cố ý hay vô tình sát hại biết bao sinh vật chết thảm. Cho dù biết rằng sau này phải bồi thường sanh mạng, chịu nhiều thống khổ, nhưng họ vẫn làm. Trong Kinh Địa Tạng dạy, tất cả cử chỉ động niệm của chúng sanh đều gây thành nghiệp. Mỗi bước đi, từng hớp nước, có vô số vi trùng phải hy sinh vì mình. Cho nên Ngài khuyên chúng ta cố gắng bố thí, phóng sanh, lập công bồi đức, hóa giải bớt quan nghiệp, để cho các hàng đệ tử không tạo nghiệp sát. Kinh Niết Bàn dạy, thời kỳ đầu Phật tạm dùng phương tiện cho ăn ngủ tịnh nhục. Thứ nhất, không thấy con vật bị giết. Thứ hai, không nghe tiếng kêu la của chúng. Thứ ba, không nghi người ta giết cho mình ăn. Thứ tư, con thú tự nó chết. Thứ năm, con thú này ăn thịt con thú kia còn dư. Đó là năm thứ thịt, để cho người sơ cơ mới bước đầu vào đạo chưa quen ăn chay tạm dùng như thế. Đến thời kỳ thứ hai, Phật cấm hẳn không cho ăn thịt bất cứ trường hợp nào, vì người ăn thịt đoạn mất căn lành, không thể thành tựu đạo quả Bồ Đề. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật nói, những người ăn thịt dù được khai ngộ, nhưng đến khi hết phước báo, ác phải chìm trong biển khổ, chẳng phải là đệ tử của ta. Kinh Lăng Già, Phật dạy, này Mahamati, thức ăn của người trí không phải là thịt và máu. Do đó thịt của trâu, chó, bò, heo, gà, vịt, tôm, cá, hoặc là thịt của bất cứ chúng sanh nào khác, vị Bồ Tát không nên ăn. Này Mahamati, vị Bồ Tát an trụ trong đại bi, thương chúng sanh như đứa con độc nhất, cho nên phải kiêng ăn thịt. Lời Đức Phật nói quả thật là đúng. Làm sao người có lòng đại bi mà ăn thịt chúng sinh được? Trước khi Phật nhập Niết Bàn, Ngài vẫn còn căn dặn, này Ca Diếp, bắt đầu từ nay trở đi, Như Lai không cho phép hàng thanh văn đệ tử ăn thịt. Nếu đàm việc dân thí, phải xem thịt ấy như là thịt của con mình. Như Lai cấm các hàng đệ tử không được ăn tất cả các thứ thịt. Kinh Đại Bát Niết Bàn. Ngoài việc không sát sinh và ăn thịt ra, chúng ta còn phải tránh những nghề ác. Trong Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, Phật dạy, những nghề ác không nên làm, như là nghề đồ tể, nghề buôn bán súc sinh, nghề mua bán cung tên, đao, kiếm, súng, đạn, nghề bán rượu, nghề bán men, nghề nuôi heo, nghề nuôi gà, nuôi cá, săn bắn, bẫy chim, bắt trăng, nghề quay ngục, nghề đánh giặc mướn, làm giặc. Tại sao Đức Phật không cho các hàng Phật tử không được nuôi các loài vật? Nuôi vật, một là phạm tội giam nhốt chúng, hai là tạo điều kiện cho người ta giết hại ăn thịt. Ngoại trừ trường hợp như ông Tiểu Lại họ Trương đến lò sát sinh,
mua các loài vật sắp bị giết, đem về nhà nuôi chúng cho đến chết, rồi đem đi chôn thì được. Nếu nuôi để giết hại, ăn thịt và bán thì không được. Nói đến quả báo của làm nghề ác, ở trấn Nam Tường Gia Định có người dân tên Thái Lục, lâu nay lấy nghề giết chó làm kế sinh nhai. Một hôm vào lúc hoàng hôn, Thái Lục giết một con chó, rồi định đem nước sôi rưới lên mình nó để cạo lông, thì đột nhiên cảm thấy mắt mờ, tai ù, tâm thần hoảng loạn. Khi đó con chó đang nằm thở thoi thóp sắp chết, bỗng nhiên đứng lên, dùng hết sức lực cắn vào cánh tay Thái Lục mà không chịu buông. Thái Lục đau đớn ngã xuống đất, kêu gào thảm thiết. Tiếng kêu bi ai của ông kinh động đến nhà hàng xóm. Mọi người xúm lại, lấy cây cạy răng con chó ra, nhưng răng ngập sâu vào thịt, không cách nào kéo ra được. Do vậy, Thái Lục đau đớn nằm lăn qua lăn lại trên mặt đất, nước mắt đầm đìa, phẫn tiểu bắn ra, toàn thân rũ rượi, hai tròng mắt trợn ngược trông thấy phát khiếp. Thế rồi ông kêu rú lên một tiếng như tiếng chó sủa, nghe rất thê thảm, rồi trút hơi thở cuối cùng, chết một cách tức tưởi. Câu chuyện Thái Lục giết chó, bị chó cắn chết dần dần được truyền đi khắp nơi. Những người trong trấn bàn tán xôn xao. Sự việc này xảy ra, lòng người càng tin chắc lý nhân quả, làm thiện gặp thiện, làm ác gặp ác. Kể từ đó, khi nói đến chó, mọi người đều biến sắc mặt, không còn ai dám ăn thịt chó nữa. Kỷ Hiểu, Sùng Tiên Sinh Bút Ký có chép: vợ chồng họ Cổ làm nghề giết bò, về sau ông chồng đau mù cả hai mắt, vợ thì bị bệnh da thịt cứ lở loét, chạm vào quần áo đau đớn vô cùng, ngày đêm rên la, một tháng thì chết. Thế mới biết những kẻ ưa sát sinh thường bị chết thảm, cho nên việc nhân quả báo ứng hoàn toàn không phải là chuyện bịa đặt. Trong quyển Hồi Hương Bút Ký có một đoạn mô tả như sau: vào đời Thanh Tuyên Tông năm Đạo Quang ở huyện Đào Khê, có một kẻ chuyên mổ thịt trâu đem bán mà mọi người ai cũng biết, đó là Phạm Đăng Sơn. Suốt đời giết hại không biết bao nhiêu con trâu, vừa đem bán vừa để ăn. Một hôm trên không bỗng nhiên mây đen tụ lại, trời đất tối sầm, rồi mưa gió nổi lên dữ dội, sấm chớp vang rền. Ngay lúc ấy sét đánh trúng Phạm Đăng Sơn, nhưng y không chết, song mặt mày cháy nám, da thịt cuộn lại, đau đớn rên la, kêu rống lên một cách thê thảm, hai mắt đẫm lệ, trợn lên như sắp lồi ra ngoài. Do lửa đốt nên da thịt nứt nẻ, anh ta dùng tay cào những chỗ thịt bị rã nát, giò lại rồi bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói: thịt trâu ngon quá. Trải qua chừng vài tháng rồi tắt thở. Những người chứng kiến cảnh ấy ai nấy đều cảm thấy lạnh xương sống. Nên biết rằng sự báo ứng của nghiệp sát sinh hết sức là nghiêm trọng, mà quả báo của nghiệp giết trâu, bò, chó lại càng nghiêm trọng hơn. Vì chúng có công với người đời, tại sao lại nhẫn tâm giết nó để bán và ăn thịt? Vào năm Ung Chiến thứ 10 đời Thanh, tại huyện Quỳ Hưng, có một người họ Ngụy làm nghề bắn chim. Những con chim bắn được, ông đem đi bán hoặc giết để ăn thịt vô số kể. Ông cũng ưa bắt lươn, cá, rùa, rắn, ếch nhái, thậm chí còn thuốc cá, phá hủy ổ chim. Chẳng có việc ác nào mà y không làm. Có người hiền trí thấy thế khuyên ông: này ông Ngụy à, ông nên đổi nghề sát sinh, đi làm ruộng rẫy hoặc chọn một nghề chân chính nào đó mới tốt. Ông Ngụy chẳng những không nghe mà còn oán thiên hạ là lắm chuyện. Lâu ngày chày tháng, tội nghiệp của ông càng lúc càng sâu nặng. Sau cùng, ông mắc một chứng bệnh khắp người nổi những bọc nước lớn như trứng bồ câu, da tiêu thịt rửa, nằm trên giường đau đớn kêu la thảm thiết. Mang bệnh ác nghiệp như thế trong ít ngày rồi ông ta chết. Sau khi ông chết, hoàn toàn tuyệt tự, không có một đứa con nối dõi. Nghiệp sát quá nặng, tất nhiên phải chuốc lấy tai ương. Thế nên mọi người hãy suy gẫm mà tránh xa việc sát hại chúng sinh.
Đất Giang Tô ở ngoài thành Dương Châu có người làm vườn tên là Cửu Tứ Lục. Một hôm y thấy Tổ Kiếm Vàng liền đi vào nhà bếp, xách ra một xô nước đang sôi sùng sục, đổ ngay xuống ổ kiến. Hỡi ôi, kiến chết vô số. Tứ Lục thấy thế cười khà khà, tỏ ra đắc ý. Tháng 8 năm sau, y nằm mộng thấy có vô số kiến bò đến cắn khắp thân mình. Khi tỉnh dậy, quái lạ, toàn thân y nổi lên rất nhiều chấm đỏ, rồi biến thành bọc nước, làm cho y đau đớn vô cùng, kêu khóc vài ngày rồi nhắm mắt lìa đời, vô phương cứu chữa. Kiến tuy nhỏ nhưng cũng có tánh ham sống, sợ chết như người không khác. Thỉnh cầu đại chúng mở rộng lòng từ bi bảo hộ, chớ có tàn hại. Vào thời Đức Phật, có một anh đồ tể tên Chuyên Đá làm nghề mổ heo. Một hôm, anh ta mang một chứng bệnh kỳ quái, miệng mỗi lúc nào cũng tuôn ra máu mủ, đau đớn tột cùng. Sớm chiều cứ nằm trên giường rên la bi thảm như tiếng heo bị chọc huyết. Một hôm, Phật cùng A Nan đi khất thực ngang qua, bỗng nghe từ trong nhà anh ta vang ra những tiếng kêu kinh hãi. Tôn giả A Nan hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tiếng kêu đó là của người hay vật mà nghe ghê gớm quá vậy? Này A Nan, đó là tiếng kêu của người đồ tể Chuân Đá, chuyên thập huyết heo, làm cho chúng sinh đau đớn thấu trời thấu đất, không thể chịu nổi. Do nhân chuyên ác nghiệp ấy nên mắc tội khổ như vậy. Nhân đó Phật dạy: sát nghiệp rất nặng, khi chết bị đọa vào địa ngục, thọ ngàn vạn khổ hình, mãn hạn chuyển làm súc sinh, nợ máu phải hoàn đền, trăm kiếp ngàn đời khó có ngày dứt. Lâm đạo trưởng nói: người đời tàn nhẫn đã thành thói quen, sát sanh ăn thịt, tích lũy lâu ngày đã quá sâu dày, tổn giảm phước đức. Tiếng kêu bi ai đầy oán hờn của con vật khiến cho họ gặp nhiều cảnh thiên tai địa ách, bệnh hoạn đói khát, giặc giả đao binh, cướp đi mạng sống của họ. Đó là lẽ báo ứng tự nhiên của trời đất. Nên biết rằng nghiệp sát càng nặng thì quả báo càng thê thảm. Vì thế, những người làm nghề sát sanh hại vật hãy mau thức tỉnh, nhanh chóng rửa tay, đổi sang nghề lương thiện. Hãy ăn năn, sám hối, ăn chay niệm Phật, bố thí, phóng sanh, dung trồng cội phúc để đền bù lại những tội lỗi đã qua, mới mong tránh khỏi những tai họa cho con cháu sau này. Quý Phật tử muốn khi chết được an lạc thì chịu khó giữ giới không sát sinh, ăn chay, phóng sanh. Phần nhiều người ta chỉ thích cúng dường, bố thí, ít ai để ý đến việc phóng sanh. Quý Phật tử nên biết, cúng dường, bố thí, kiếp sau hưởng được cảnh giàu sang, chứ không hóa giải nổi nghiệp sát sinh. Muốn hóa giải nghiệp sát, chỉ có cách trì chay, giữ giới phóng sanh mới có thể hóa giải dần sát nghiệp. Nếu không, khi nghiệp sát trổ quả, họ phải lãnh thọ ác báo bệnh hoạn, tai nạn, nằm liệt giường. Muốn sống chẳng đặng, cầu chết cũng không xong. Cho nên trong Kinh Phật dạy, chúng ta hãy lợi dụng lúc quả dữ chưa trổ, mình cố gắng làm nhiều việc thiện, háo đức phóng sanh để chuyển hóa ác nghiệp. Nếu không, khi ác nghiệp đến rồi, muốn tu hành làm lành thì không còn kịp nữa. Có nhiều người lúc bình thường, quý sư khuyên giữ giới, ăn chay phóng sanh, họ không màng đến. Đợi khi chết chóc khổ đau tới mới thức tỉnh phát tâm tu hành phóng sanh thì thật quá muộn màng. Vì vậy, ngoài việc cúng dường bố thí ra, chúng ta cố gắng đem hết khả năng của mình cứu vật phóng sanh để chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã lỡ tạo ra. Có như thế mới mong khi chết được nhẹ nhàng an lạc. Nhân quả tội phước rõ ràng như thế, vậy mà có mấy ai để mắt nhìn vào? Có nhiều người đến chùa, tôi đưa kinh và ban thuyết pháp cho họ xem nghe, cho thấy rõ nhân quả tội phước, làm lành lánh dữ để tránh quả báo xấu về sau. Họ lại trả lời rằng: con không dám xem kinh nghe pháp, vì khi xem nghe rồi thấy làm việc chi cũng có tội. Tôi nói:
Thật ra nghề lương thiện rất nhiều, điển hình như thợ may, thợ mộc, thợ hồ, mua bán lương thiện, vân vân. Tại quý vị chê tiền ít không làm, chúng ta nên nhớ, cho dù có kho vàng núi bạc, thử nghĩ khi ác báo tới, rồi bị bệnh hoạn, tai nạn, quan gia đòi mạng, tử thần gõ cửa, khi đó đem theo được gì ngoài hai chữ tội và phước? Đến khi ấy ăn năn đã quá muộn màng. Lại có người nói, con bận công chuyện suốt ngày, không có thời giờ xem kinh nghe pháp. Tôi nói, quý vị không có thời giờ xem kinh nghe pháp, chứ có thời giờ xem phim nghe nhạc, đi chơi, đọc sách nhảm nhí, ngồi nói chuyện thị phi. Thực sự mà nói, tại quý vị không thích nên mới trả lời như vậy. Chứ khi đã muốn rồi thì ở môi trường nào cũng có thể xem kinh nghe pháp được. Có nhiều người thấy cũng đáng thương. Lúc bình thường thì chẳng lo tu, đến khi hoạn nạn khổ đau thì vô chùa gian giái trời Phật và than thở với quý sư rằng: thưa sư, cuộc đời con sao khổ quá, hết bệnh hoạn tới tai nạn, lo âu buồn phiền cứ xảy ra mãi, không có lúc nào để cho con được yên thân, cho nên có nhiều khi con muốn chết cho rồi. Sở dĩ chúng ta khổ là vì đời trước và hiện tại không biết lo tu, hàng ngày cứ mãi sát sanh gieo đau đớn đến các loài vật và làm phiền lụy biết bao nhiêu người chung quanh. Vì thế khổ trước chưa nguôi, sầu sau đã tới. Các bậc thánh mỗi ngày ít nhất là làm cho một chúng sanh được an vui. Còn chúng ta hết làm khổ người tới vật, cho nên khổ mãi là vậy. Châm ngôn nhà Phật có câu: Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát là bậc giác ngộ thấy rõ thập ác là nhân của khổ đau. Quý ngài sợ hãi chăm tu thập thiện, hành lục độ. Còn chúng sanh là những người si mê gieo nhân thập ác, đến khi quả khổ đau đến thì kinh hoàng khiếp sợ van xin cầu cứu. Đó là nói lên tính mê muội của con người, được gọi là chúng sanh sợ quả khổ mà không tránh nhân xấu. Chúng ta sống trong cảnh giới ta bà này chẳng khác nào ở trong một biển khổ bao la. Trong cái biển khổ bao la này, chúng sanh tàn sát não hại lẫn nhau, chẳng khác nào ở chốn địa ngục. Quý vị vô nhà thương, khám đường, những nơi chiến trường và lò mổ gia cầm, đó là địa ngục của trần gian. Nói gần một chút nữa, nhà bếp của chúng ta là địa ngục Đao Sơn. Hằng ngày chúng ta biến mình thành quỷ sứ, đập đầu, cắt cổ, lột da, bầm chặt, chiên xào, nấu nướng các loài vật, thì có khác gì quỷ sứ hành hình những tội nhân ở chốn địa ngục? Trong cái biển khổ mênh mông này, có mấy ai giác ngộ lo tu hành, cứ mãi chạy đuổi theo danh lợi. Họ tranh chấp lừa dối, dùng mọi thủ đoạn để hãm hại lẫn nhau và thẳng tay tàn sát các loài vật để thỏa mãn lòng ham muốn của mình. Càng ham muốn thì càng lún sâu vào tội lỗi. Như thế là mỗi ngày họ lại tiếp tục gây tạo thêm ác nghiệp chất chồng, thì sớm muộn gì cũng phải lãnh lấy quả báo đau thương. Để tránh ác báo, trong Khế Kinh nói: thuở xưa Phật dạy tín nữ Mạc Lợi, phải thường khởi lòng từ đối với tất cả chúng sanh, không làm nghề ác, xa lìa sát sanh, hại vật, cố gắng tập ăn chay kỳ, tụng kinh niệm Phật, cứu giúp mọi loài. Lần hồi tiến lên cho đến khi trường chay bất sát. Là Phật tử ai ai cũng biết không sát sanh ăn thịt, trường chay bất sát là điều tốt, nhưng khó thực hành vì con người đã có thói quen sát sanh ăn thịt từ thuở nhỏ nên bỏ ăn thịt rất khó. Không bỏ được phải làm sao? Chuyện này cần phải quán tưởng những điều sau đây. À, lo sợ gặp phải chiến tranh. Xin hỏi, mọi người có sợ chiến tranh xảy ra không? Nếu sợ, khi đặt chén thịt trước mặt mình nên quán: lúc con vật bị giết, nó sợ sệt giống như con người sợ chiến tranh chết chóc đến vậy. Vì muốn tránh cảnh chiến tranh, tôi dứt khoát không ăn chén thịt này. B. Sợ bị bắt trói khi giặc cướp đến. Quán tưởng bước 2: một mai chiến loạn xảy ra, giặc đến, nhân dân bị bắt trói, thật là đáng sợ. Khi đó nên quán tưởng: chén thịt này,
con vật lúc bị người mua bắt trói dắt đi làm thịt. Hình ảnh kêu gào của quyến thuộc chúng nó thật đáng tội nghiệp. Vì để tránh sự bắt trói bởi giặc giả, làm cho gia đình ly tán bi thương, tôi dứt khoát không nỡ ăn chén thịt này. C. Chính mình bị giết. Quán tưởng bước thứ ba. Giả sử thân ta khi sắp bị người khác giết, bản thân mỗi người có muốn hay không? Lúc này nên quán tưởng sự đổ máu đau đớn của con vật khi bị đập đầu, cắt cổ, bầm, sắt, hầm, nấu, chiên, nướng. Để tránh thân mình khỏi bị kẻ khác giết hại, bầm, sắt, chiên, nấu, chén thịt này tôi thật không dám ăn. Nếu quán được ba pháp quán này, không những chúng ta chẳng muốn sát sanh, ăn thịt nữa, mà còn phát lồ sám hối những hành vi bất thiện của mình trong quá khứ và hiện tại, đồng thời phát tâm Bồ Đề, thành kính cầu xin chư Phật và Bồ Tát gia hộ cho mình được đạo tâm kiên cố, trì trai, giữ giới, bố thí, phóng sanh cứu độ mọi loài, để chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã lỡ tạo ra. Có một quán cơm chay treo một câu đối rất hay: người ăn chay thiên hạ giết nhau, ta không bị giết. Nghĩa là người ăn chay hàng vạn chúng sanh bị giết, trong đó không có ta. Ăn chay công đức quả thật vô cùng thù thắng. Vậy mà có nhiều người không hiểu ý nghĩa ăn chay. Họ ăn theo thời cuộc, ăn như vậy sẽ không tăng trưởng tâm từ và bỏ dở giữa chừng. Muốn ăn chay bền phải vì lòng từ phát tâm ăn chay mới lâu dài, hưởng nhiều phước lành. Trong Kinh Bát Nhã, Phật dạy các hàng đệ tử phải tinh tấn tu trì pháp thập thiện. Đối với các sinh vật thường khởi tâm từ bi, cứu khổ, ban vui. Lời Phật dạy như thế, vậy mà có nhiều người chẳng những họ không biết ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, làm lành, lánh dữ. Trái lại, khi thấy người thân trong gia đình hay người ngoài ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, họ không khuyến khích, khen ngợi, còn quỷ báng và tìm đủ mọi cách ngăn cản phá hoại. Cho nên trong Kinh Địa Tạng nói: nếu người nào ác tâm khinh khi, chê bai, ngăn cản, du bán người tu hành, thì Ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong loài súc sinh. Nói tóm lại, chúng ta phải biết sợ ác báo mà cố gắng giữ giới không sát sanh. Muốn không sát sanh, cần tu tâm từ. Muốn có tâm từ phải ăn chay, thương người, mến vật, cứu giúp mọi loài. Giữ giới ăn chay cũng là một cách phóng sanh, trưởng dưỡng tâm từ, nêu gương cho đời. Được như vậy mới tránh khỏi cái quả bồi thường thân mạng, xương thịt, máu huyết. Lòng từ mỗi ngày thêm mở rộng, thân tâm thanh tịnh, phát sinh trí huệ, đạo quả chống viên thành. Có như vậy mới mong kiến tạo một thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Đúng như lời Tổ đã dạy: tất cả chúng sanh không nghiệp sát, mười phương thế giới khỏi đao binh, mỗi nhà mỗi nơi đều tu thiện, thiên hạ lo chi chẳng thái bình. Trong Kinh Thập Thiện, Phật dạy: nếu ai xa lìa nghiệp sát, thời thành tựu được mười pháp không còn bức não. Một là đối với chúng sanh cùng khắp bố thí đức vô úy. Hai, thường khởi lòng đại từ với các chúng sanh. Ba, dứt sạch tất cả tập khí giận hờn. Bốn, thân thường không bệnh. Năm, mạng sống lâu dài. Sáu, thường được thiên thần ủng hộ. Bảy, không thấy ác mộng, thức ngủ yên vui. Tám, diệt trừ oan nghiệp, oán thù tự giải. Chín, không sợ xa đường dữ. Mười, khi chết sanh lên cõi trời. Nếu đem công đức đó hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật được tùy tâm Phật, thọ mạng tự tại, nên có câu: trong thập giới sát sanh thứ nhất, người tu hành giữ đức hiếu sanh, vật người một thể hóa thành, chẳng nên sát hại ấy danh hành từ. Ai không sát hại sanh linh, tuổi đời trường thọ thân hình tốt tươi, mai sau hưởng được ngôi trời,
hào quang chiếu sáng trong ngoài đều soi. Ngược lại, nếu người nào suốt đời chỉ biết giết hại, bàn tay luôn luôn đẫm máu, gây những sự chết chóc, đau đớn, quằn quại, rên la đối với chúng sinh, chẳng có một chút từ tâm, hạng người như thế trong đại luận nói phải gặt lấy 10 ác báo. 1. Thường chứa độc trong tâm, đời đời chẳng dứt. 2. Người đời chán ghét, mắt chẳng dám ngó. 3. Mọi loài nhìn thấy kinh hãi, tránh xa. 4. Thường thấy chim bao dữ. 5. Khi ngủ giật mình, lúc thức cũng chẳng yên. 6. Tổn giảm tuổi thọ. 7. Khi mạng chung chết một cách thê thảm. 8. Gây nghiệp nhân chết yểu cho đời sau. 9. Sau khi chết đọa địa ngục. 10. Sanh lên nhân gian bị quả báo bệnh hoạn, tai nạn, chết vì đao binh, giặc cướp, thiên tai, địa ách, lửa cháy, nước trôi, luân hồi thường mạng lẫn nhau. Trong kinh đã nói như thế, người học đạo há chẳng sợ? Hãy tự răn chừa ư. Cổ đức cũng than: ác thứ nhất sát sanh gây dạ, tánh hung hăng đâm chém chặt bầm, chất chứa điều hung dữ trong tâm, chờ đắc thế ra tay hạ sát. Viết đến đây động lòng rào rạt, gẫm nhiều người bội bạc thâm ân. Nào kể chi là đạo quân thần, tôi giết chúa con đành sát phụ. Lúc nguy cơ tớ mong hại chủ, trò giết thầy tội ấy đáng không? Thêm chồng giết vợ, vợ giết chồng, niềm huynh đệ cùng nhau cấu xé. Cũng có lúc con còn giết mẹ, dành của tiền cốt nhục giết nhau. Tranh lợi danh giết lẫn đồng bào, tình nhân loại phân chia yểm bách. Giết thú vật đầy lòng kiêu cách, tưởng rằng mình như thế là ngoan. Khuyên bá gia bá tánh diệt đàn, chớ sát hại mạng người như thế. Chớ giết vật đặng mà cúng tế, gẫm thánh thần đâu có tư riêng. Rủi ốm đau bởi tại căn tiền, hoặc hiện kiếp làm điều bạo ác, phải ăn năn phước điền tạo tác. Lo thuốc thang khấn vái Phật trời, nguyện sửa lòng ác Phật giúp đời, xuống phước rộng từ bi hỷ xả. Đấng thần minh công bình trực dạ, đâu ăn lo đổi quả làm may. Mở tâm linh nghĩ đến đoạn này, điều quả phước ấy cơ báo ứng. Chẳng biết thân còn toan chứa đựng, quả bất lành chưa trả dây thêm. Cầu cho đời sóng lặng gió êm, đặng bá tánh an nhàn tu niệm. Hai, không trộm cướp. Trộm có nghĩa là thiết mưu kế, rình rập, lén lút để lấy những vật lớn như tiền của, vàng bạc, ngọc ngà, châu báu. Gian dối đủ cách, như là lấn ranh đất, mua cân già, bán cân non, đo gian, đông thiếu, lừa người, cho đến vật nhỏ như mũi kim, sợi chỉ, củ khoai, trái ớt đều phạm giới trộm cả. Cướp là ý mạnh hiếp yếu, lập bè kết đảng, giật ngang của người, hoặc cậy thế ý quyền, làm tiền kẻ yếu là ăn cướp. Thừa cơ hội bắt chẹt người ta trong lúc lâm nguy, túng thiếu, đó cũng gọi là ăn cướp. Nói tóm lại, bất cứ hình thức nào do lòng gian tham, lấy của người bất chánh đều là trộm cướp cả. Phật cấm trộm cướp là để trưởng dưỡng lòng từ. Nếu chúng ta nhẫn tâm lấy đi tài vật của người, làm cho họ phải lâm vào cảnh khó khăn, đứng ngồi không yên, âu sầu tìm kiếm, bỏ dở công việc làm ăn, có khi mất mát quá nhiều, sinh ra buồn rầu, đau ốm, tuyệt vọng, tâm trí rối loạn, điên cuồng, tự tử. Thế là ta đã bóp chết lòng nhân từ,
mà lòng nhân mất thì khó mà làm người được. Thử nghĩ, mình vô ý đánh mất hay bị người ta lấy đi đôi dép, cái nón, tiền bạc, chút ít còn cảm thấy buồn phiền, ăn ngủ không yên. Tại sao ta nỡ lòng nào lấy đi của người, làm cho họ phải khóc than đau khổ? Người đời thường nói, tiền của là huyết mạch, nếu như ai nhẫn tâm lấy đi, tức là cướp đoạt xương máu, giết chết sinh mạng của người ta rồi. Do đó, Đức Phật ngăn cấm trộm cướp, vì trộm cướp chẳng những trái với tâm từ mà còn gây nhân xấu trong hiện tại, bị cảnh tù tội khảo tra, mọi người khinh khi phỉ nhổ, làm xấu hổ cho mình và con cháu, đánh mất tất cả nhân phẩm đạo đức, uy tín bị chôn vùi, công danh sự nghiệp ngay đó sụp đổ. Bởi vì không còn ai dám tin tưởng làm ăn hay giao phó công việc cho hạng người gian tham, tương lai chắc chắn đen tối. Lại thêm cái khổ nữa, khi đi đến nơi nào cũng bị người ta nghi ngờ oán ghét, lỡ có mất cái gì, ai lấy ở đâu cũng đổ thừa họ. Giả lại, của phi nghĩa làm chi nên chuyện vào cửa trước ra cửa sau, tiêu hao mau lẹ như hoa phù dung sớm nở tối tàn. Xem chuyện xưa cũng như nay, những phường cường hào ác bá, dơ dét của dân, lạm dụng của công, đầu trộm đuôi cướp, làm ăn phi pháp, kết quả bị luật pháp trừng trị, tịch thu hết tài sản, tay trắng vẫn hoàn trắng tay, lại để tiếng nhơ cho đời khinh khi. Hiện tại đã khổ như thế, đời sau lại chịu cảnh ưu sầu vì mất của, bần cùng đói rách. Quý vị cũng thấy có nhiều người rất khôn khéo, siêng năng, lanh lợi, làm lụng vất vả, tính toán hơn thua đủ cách, nhưng nghèo khổ vẫn là khổ nghèo. Giống như người thiếu nợ, làm ra có chút ít, chủ nợ đến lấy hết, nếu không cũng bị tai nạn, bệnh hoạn, làm ăn thua lỗ, hay bị người ta giật hết của cải. Nếu lòng tham quá độ, thời bị đọa làm thân trâu ngựa để trả nợ cho người. Chúng ta hãy xem qua bài kệ cảnh tỉnh của Trần Thái Tông. Quét dách đào tường chí những đâu, trăm mưu ngàn kế luôn tham cầu. Của tiền giàu có đời nay được, đời sau luôn luôn kiếp ngựa trâu. Qua bài kệ trên, chúng ta thấy những người tham lam trộm cướp chắc chắn đời sau phải mang lông đội sừng cày bừa, lôi kéo nặng nhọc trả nợ cho người. Chẳng những như thế, còn bị đọa làm quỷ đói. Chúng ta hãy xem qua câu chuyện trong kinh Tập Tạng sau đây để thấy rõ tai hại của lòng tham. Thuở Phật còn tại thế, một hôm tôn giả Mục Kiền Liên du hành cảnh giới ngạ quỷ, thấy một con quỷ bụng của nó to như cái trống, cổ nhỏ tợ cây kim, ăn uống không được, đói khát khổ sở vô cùng. Nó thấy ngài Mục Kiền Liên liền hỏi: Thưa tôn giả, do ác nghiệp gì mà tôi bị đọa làm quỷ đói khổ sở thế này? Ngài Mục Liên đáp: Tại vì đời trước ngươi tham lam trộm cướp, thẳng tay dơ dép những của phi nghĩa, nên mới bị đọa làm quỷ đói như thế. Chuyện trên để cảnh tỉnh những người túi tham không đáy, hãy xem đó mà tự răn dạy mình. Người xưa có câu: nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ. Nghĩa là người không tốt không làm bạn, của phi nghĩa không lấy. Ôi, nhà nho còn thế, huống chi là Phật tử, lại đi tham lấy của người hay sao? Kinh Thập Độ nói: tiền thân Phật có lúc làm người nghèo, nhưng ngài nói rằng: ta thà giữ đạo nghèo đói mà chết, chứ chẳng làm người vô đạo để được giàu sang mà sống. Cho nên các con thà để chặt tay, chớ lấy của quấy, vì bị chặt tay chỉ khổ một đời, còn trộm cướp bị đọa trong ba đường dữ, đời đời mắc báo không tay. Ở đời ai cũng mong cầu cho mình được giàu sang, mà cứ gieo nhân tham lam bỏng sẻn, chuyện đó
không bao giờ có. Nếu được đi chăng, chẳng qua là hưởng dư phước của đời trước, hưởng hết rồi phải bị đọa mà thôi. Trong Khế Kinh nói, thuở Phật có ông trưởng giả giàu có của cải vô số, nhưng ông ta không hề biết bố thí cúng dường là gì, lại chuyên môn làm việc ác. Ngài Mục Kiền Liên lấy làm lạ nên nhập định, thấy bảy đời liên tục của ông ta không tạo được một chút phước lành gì, nhưng không hiểu tại sao đời nào cũng được giàu sang. Ngài liền đem chuyện đó hỏi Phật. Phật bảo: Này Mục Kiền Liên, sở dĩ ông trưởng giả độc ác kia được hưởng phước liên tục bảy đời như thế là vì trong quá khứ ông ta tạo phước quá nhiều nên mới được giàu sang đến nay. Không lo tạo thêm nhân lành, lại gây ác nghiệp, tổn giảm phước đức, hết đời này qua kiếp sau bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mà không hay biết. Thật đáng thương thay. Qua lời Phật bảo đã giải đáp cho những ai hay than: Sao tôi tu hành làm lành mà gặp toàn chuyện không may, còn những kẻ gian tham ác đức bất nhân lại được giàu sang sống lâu? Quý vị nên biết, nhân quả tuần hoàn, thiện ác phân minh, đến chậm hay mau tùy theo nghiệp lành dữ của mỗi người. Chớ vội cho là không có quả báo, mà phải tin sâu lý nhân quả để giữ vững niềm tin, tiến tu đoạn trừ hết ác nghiệp, gieo phước duyên lành cho hiện tại và vị lai. Đó mới thật là người Phật tử có trí huệ nhập đạo. Kinh Pháp Cú Phật dạy: Khi quả ác nghiệp chưa mùi, người ngu lầm tưởng yên vui mật đường. Đến giờ quả chín như thường, người ngu mới thấy chán chường khổ đau. Khi quả thiện nghiệp chưa mùi, người thiện lầm tưởng sụt sùi khổ đau. Khi quả thiện nghiệp chín mùi, người thiện mới thấy an vui tốt lành. Tích lũy điều thiện thì gặp điều thiện, tích lũy điều ác thì gặp điều ác. Phải suy nghĩ cho cẩn thận, trời đất không bao giờ sai lầm đâu. Người làm điều thiện thì có điều thiện trả lại, người làm điều ác thì có điều ác trả lại. Nếu không thấy trả lại là tại chưa đến ngày giờ đó thôi. Từ thần ông: Trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu, lưới trời lộc lộng tuy thưa mà chẳng lọt. Người hiền xưa muốn diệt trừ tánh tham lam trộm cướp, trong Khế Kinh Phật dạy phải tự biết đủ, đừng quá tham cầu, cần kiệm siêng năng, lo làm ăn chân chánh, xem tất cả chúng sanh là quyến thuộc, phát tâm bố thí, sống đời thanh bạch, không tham của thế, tự nhiên diệt trừ tánh tham và được người đời tán dương ca tụng. Như chuyện ông Tư Thành là vị quan Thanh Liêm, một hôm có người đem viên ngọc quý đến biếu, nhưng ông ta không nhận. Tôi quý trọng ngài là quan phụ mẫu của dân nên mới kính tặng viên ngọc quý, nhưng tại sao ngài không nhận? Người biết quý trọng viên ngọc thì ta cũng biết quý trọng đức Thanh Liêm. Nếu như nhận viên ngọc đó, ta sẽ mất đức Thanh Liêm, còn ngươi mất đi viên ngọc, cả hai đều mất, nên ta không nhận. Câu chuyện quan Tư Thành không nhận viên ngọc được người đời khen ngợi đến nay, sử sách vẫn có ghi lại, hoặc là thấy của rơi không lấy. Khi người ta biết được sự cao thượng đó, ai cũng khen ngợi, tin tưởng. Nhờ thế, làm việc chi đều được thành công tốt đẹp. Ngày xưa, Dương Lạc Tử một hôm đi xa, gặp vàng rơi giữa lộ. Sau khi tri hô, nói nhiều lần mà chẳng có ai đến nhận lại, Dương Lạc Tử bèn lượm vàng lên, rồi vội vã đem về nhà. Người vợ thấy thế nghiêm nghị trách chồng rằng: Em nghe nói kẻ chí sĩ uống nước trước phải hỏi xin, nếu người ta không cho thì không uống, và chẳng ăn cơm mời lơi. Có đâu Lan Quân lại muốn giữ của rơi rớt này làm nhơ phẩm hạnh mình? Nghe vợ nói đúng lý, Dương Lạc Tử lấy làm hổ thẹn, lật đật đem vàng ấy quăng ra ngoài đồng quan. Chuyện vợ chồng Dương Lạc Tử thấy vàng không tham, được người đời kính phục, tin tưởng,
nên về sau việc làm ăn mỗi ngày một phát đạt. Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ nói: nếu thế vật rơi như tiền của, vàng bạc, ngọc ngà, châu báu, khi chúng ta lượm lên rồi, nên hỏi rằng vật này là của ai. Nếu như có người nhận thì phải gặn hỏi hình tướng. Nếu đúng sự thật nên trả lại cho họ. Nếu nói nhiều lần mà không có người nhận thì đem gửi cho các cơ quan hữu trách. Hơn nữa, người không trộm cướp có công đức thù thắng, được chư thiên thần gia hộ, không ai dám xâm phạm tài sản của họ và vượt qua mọi ách nạn. Điều đó quý vị cũng thấy có nhiều trận giặc giả, bom đạn, đốt phá, cướp bóc, thiên tai, lũ lụt tàn phá, nhiều nhà đổ nát tiêu tan, nhưng cũng có nhà vẫn còn nguyên vẹn. Như thế đủ biết, người không gian tham, dù sống ở bất cứ nơi nào, cũng không có gì xâm phạm được, lại không hề khiếp sợ trước nghịch cảnh và thoát nạn tu hành đắc quả. Đúng như trong Kinh Pháp Cú thí dụ nói, thuở Phật, ở thành Xá Vệ, có ông thiện nam Tiểu Ca Lá. Một hôm, ông đến tịnh xá thọ Bát Quan Trai. Khi trời gần sáng, ông ra bờ hồ súc miệng rửa mặt. Lúc đó có tên ăn trộm chạy đến, quăng túi đồ trước ông rồi bỏ chạy. Những người đuổi bắt kẻ trộm tới bờ hồ, thấy tang vật trước mặt ông nên họ hỏi: có phải người là ăn trộm không? Ông Tiểu Ca Lá bình tĩnh đáp: tôi không có ăn trộm. Họ không tin, túm lấy ông đánh đập. Khi đó, có nhóm nữ tỳ đi đến hồ múc nước, thấy thế tới can ngăn, phân giải vì ông Tiểu Ca Lá là người giữ giới rất tốt. Nhờ vậy, họ mới chịu buông tha. Tiểu Ca Lá đi vào tịnh xá, thuật lại với chư tỳ kheo về chuyện này. Chư tỳ kheo đem chuyện đó trình lên Đức Thế Tôn. Ngài dạy: này các tỳ kheo, thiện nam Tiểu Ca Lá nhờ giữ giới không trộm cướp mà được toàn mạng. Chúng sanh tự mình làm ác, tự mình nhiễm ô, sa xuống địa ngục, và cũng tự mình giữ giới thanh tịnh, thoát khỏi ách nạn, sanh lên nhàn cảnh, giải thoát niết bàn. Cuối thời pháp, thiện nam Tiểu Ca Lá đắc quả Tu Đà Quần. Nói tóm lại, người không gieo nhân trộm cướp, tức là không gây oán thù với ai, nên thân tâm được an lạc, đi đến đâu cũng được người khác tin cậy, giao phó cho mình những địa vị quan trọng, làm nên sự nghiệp. Ngoài xã hội, nếu không có người trộm cướp thì nhà nhà chẳng cần đóng cửa, của rơi không mất, cảnh tượng giành giật chẳng còn diễn ra nữa. Nhờ vậy mà thế giới được thái bình, nhân dân yên ổn, thật không có gì vui sướng hơn. Trong Kinh Thập Thiện, Phật dạy: nếu ai xa lìa trộm cướp mà làm việc bố thí, thời hưởng được 10 pháp lành như sau: 1. Giàu có của cải, vua, giặc, nước, lửa và con hư không thể phá diệt. 2. Nhiều người thương mến. 3. Người không phụ gạt. 4. Không lo tổn hại. 5. Mười phương khen ngợi. 6. Tiếng tốt đồn khắp. 7. Ở trước đại chúng không hề khiếp sợ. 8. Của cải, tính mạng, hình sắc, sức lực, an vui, biện tài đầy đủ. 9. Thường sẵn lòng bố thí. 10. Mạng chung sanh lên cõi trời. Nếu đem công đức lành ấy hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, được chứng trí thanh tịnh đại bồ đề, nên có câu: giới thứ nhì cấm trừ trộm cướp, vật của người chẳng được gian tham. Người tu hành của cải chớ tham, chẳng nên khởi ý lấy làm của ta. Ai không trộm cướp của ai, tự nhiên vàng bạc của tiền đầy kho. Cung đền thất bảo thật to, thân tâm vui thú không lo chi mạng. Ngược lại, trong Kinh A Hàm, Phật nói: nếu ai tham lam trộm cướp, hiện tại người khinh kẻ oán, tâm trí bất an, thường vướng ách nạn, bị chủ bắt giao cho quan, giam vào lao ngục, cực hình tra tấn, hành phạt đủ cách.
Sau khi mạng chung đọa vào địa ngục, lửa dữ thiêu đốt, bị ngục tốt bắt trụng vào chảo dầu sôi, gươm đao đâm chặt, bỏ chỗ dơ bẩn, cối xay nghiền nát, chua chát, đau nhức, đủ cách hình phạt không sao kể xiết. Trải qua trăm ngàn năm như thế, tội địa ngục vừa mãn, sanh làm ngạ quỷ, đói khát, khổ ngặt không thể nói hết. Những nỗi khổ đó kéo dài đến trăm ngàn năm. Hết kiếp ngạ quỷ, kế sanh làm voi, ngựa, trâu, bò, lạc đà, dê, lừa, chó, ra sức đền bù nợ người. Tội súc sanh hết, sanh lên làm người hạ tiện, nghèo cùng đói rách, lại thường bị cảnh nước trôi, lửa cháy, vua bắt, quan đoài, giặc dữ cướp đoạt, con hư phá hủy, làm tiêu tan hết tài sản, và mong cầu việc chi đều không thành tựu. Những ai hay trộm cướp, hãy mau nghe lời Phật dạy, ăn năn cải sửa. Nếu không, đến khi bị tội mới hối hận thì quá muộn màng. Cổ đức kệ rằng: ác thứ nhì ý là đạo tặc, lý của người sắm ăn sắm mặc, chẳng kể công nước mắt mồ hôi, phá lương dân và luống bồi hồi, ngày làm lụng đêm lo gìn giữ, trốn pháp luật tập tành đủ thứ, đào đào tường quét vách quân đồ, tội chập chồng đâu biết ở mô, trốn người khỏi trốn trời sao khỏi, nay đuốc huệ từ bi đã rọi, vào thâm tâm những kẻ gian phi, hãy tu thân chừa thói vô nghì, của phi nghĩa làm chi nên chuyện, luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày thông thả. Tà dâm có nghĩa là nói lên sự dâm dục phi lễ phi pháp. Phật dạy người xuất gia phải dứt hẳn dâm dục, vì nó là động cơ gây ra ác nghiệp trôi lăn trong dòng sanh tử. Kinh Lăng Nghiêm dạy: lòng dục không trừ, trần lao khó ra khỏi. Muốn thành tựu đạo quả Bồ Đề, phải đoạn trừ dâm dục cả thân lẫn tâm. Còn Phật tử tại gia, Phật chỉ cấm tà dâm, nghĩa là vợ chồng có cưới hỏi chánh thức mới được ăn ở, nhưng phải biết hạn chế để giữ gìn sức khỏe, làm việc ích lợi cho đời. Cấm lén lút lang chạ ngoại tình với vợ, chồng, con, cháu, người khác. Trong Kinh Bảo Tích nói: tà dâm nó tiềm ẩn rất là tinh tế, như liếc mắt đưa tình, ưa trang điểm, thích bóng sắc, nói năng, hành động bất chánh, khiêu gợi lòng dục người khác, đều đồng nghĩa với tà dâm. Phật cấm tà dâm nhằm bảo vệ nhân cách, để duy trì hạnh phúc trong gia đình và ngăn ngừa những tai hại, đem lại sự an vui cho mọi người. Quý vị cũng từng biết, từ xưa đến nay, ái dục là thứ lửa rất nguy hiểm. Nó có sức mạnh xúi dục con người phạm biết bao tội ác, gieo nhiều thảm họa, như chuyện Võ Tòng sát tẩu, Trụ Dương đam mê đắc kỷ, giết hại trung thần, làm cho nước mất mạng dâm. Khổng Tử nói: dạng ác dâm di thủ, nghĩa là muôn ngàn điều ác, dâm đứng đầu là vậy. Những ai đã từng nghe đài xem báo và nhìn chung quanh ta có nhiều vụ thảm sát bầm chặt tình địch đều do tà dâm. Không có án thù nào bằng sự lừa dối phụ rẫy tình cảm đã gây ra vô số đau thương đầy tội lỗi. Những chuyện đó xảy ra là do con người đánh mất nhân tính, chạy đuổi theo văn minh vật chất, phế bỏ hết thuần phong mỹ tục nề nếp của ông cha. Do đó nền đạo đức xuống cấp trầm trọng, nam nữ tự do tư tình, hết yêu người này đến thương kẻ nọ, lăng nhăng với những cuộc tình đầy lãng mạn. Bởi thế mới xảy ra những cảnh đâm chém, rạch mặt, tạt axit, thanh toán, thủ tiêu. Nếu không cũng bị nhiễm HIV, khó mà tránh khỏi, vì đi đêm có ngày gặp ma. Kinh Phật có câu: thiện lai thiện báo, ác lai ác báo. Người ác cảnh ác theo, người ôm lòng dục
giống như kẻ cầm đuốc đi ngược gió, phải bị quả cháy tay. Thế mà có lắm người lại kiêu hãnh, tự vỗ ngực khoe khoang, cho ta đây có số đào hoa phong nhã, được nhiều người yêu thương, say mê đắm đuối. Họ lấy đó làm đắc ý, hí hửng vui đùa trên sự đau khổ của kẻ khác, làm cho người ta phải thức tình ôm hận, có khi tự tử chết một cách thê lương ảm đạm. Để nói lên nỗi khổ của người tương tư, có một nhà thơ diễn tả như thế này: tương tư sầu não phải làm sao, muốn vẽ mà chơi vẽ được nào, khi đứng lúc ngồi luôn ngớ ngẩn, lúc say khi tỉnh vẫn tương tư. Nói đến quả báo của sự lừa dối tình cảm, trong kinh kể có anh chàng tên là Suhatara, tuốt mã giàu sang. Những cô ham tài thích sắc, thấy đẹp giàu là đam mê đeo đuổi. Anh ta thừa cơ hội gạt hết cô này đến nàng khác, đùa cợt trên sự đau khổ của các cô nhẹ dạ phải lâm vào cảnh thất tình, tuyệt vọng quyên sinh. Kết quả, sau khi anh ta chết, tái sinh trở lại, thọ thân người nữ, hết bị người này gạt tới gặp kẻ khác lừa, sau cùng đi vào lầu xanh làm gái, tủi nhục mà chết. Ở thế gian, tình cảm thật mong manh tạm bợ. Cho dù đó là tình nghĩa vợ chồng, phần nhiều chỉ được hạnh phúc lúc ban đầu. Lần hồi ngày qua tháng lại, gặp cảnh khó khăn hay bất mãn điều gì đó, rồi xảy ra xung đột lẫn nhau. Hoặc có khi chồng hay vợ không tự kiềm chế được dục vọng, bồ bịch lăng nhăng, làm cho hạnh phúc gia đình đổ vỡ. Quý vị nên nhớ, mình dạch dách sang nhà người ta chính là tự mở cửa nhà mình mời người khác vào. Vì bản chất con người rất ích kỷ, những gì của họ không muốn ai xen vào. Nếu thấy kẻ khác chen vô, tức thì họ trả đũa bằng cách ông ăn chả bà ăn nem, ghen tuông thù hận, giết hại lẫn nhau, thương đậm thù sâu là vậy. Theo các nhà tâm lý nói, cách trả thù đối với tình địch không có gì bằng giao con người phụ bạc đó cho họ luôn, giữ làm chi cho sanh phiền muộn, trong khi người ta không còn thương mình. Hơn nữa, trên đời này cha mẹ và tự do là quý báu nhất, chẳng lẽ ta lại vì một con người vong tình bội bạc đó mà giết hại họ, để rồi phải chịu cảnh tù tội, làm cho cha mẹ buồn rầu, mất hết hiếu đạo, có phải là dại lắm không? Viết đến đây, tôi bỗng nhớ đến thầy tôi là Hòa Thượng Giác Đức, lúc còn sanh tiền có giảng cho chư tăng và Phật tử nghe về sự tai hại của tà dâm. Hòa Thượng kể: tôi có một đứa cháu, mấy hôm trước nó đến chùa gặp tôi than thở: vợ con nó ngoại tình, con bắt gặp định ly dị. Cha con nói: thôi, vợ con nó lỡ một lần, con tha thứ cho nó đi. Con nghe lời cha nên bỏ qua. Nhưng chứng nào tật đấy, vợ con lại dẫn tình nhân vô nhà. Con đi làm về thấy họ đang ân ái, con vô cùng tức giận định la lên, nhưng chưa kịp la thì người tình của vợ con đã cầm dao rượt. May là con chạy thoát thân, nó lấy vợ con định giết con, thật là quá đáng. Khi này về con định giết đó, sư thấy con làm vậy được không? Con giết đó được quá, sao lại không được? Con về nhà mài dao cho thiệt bén, rồi rình nó vô nhà, chém một dao là nó tiêu đời. Rồi con chuẩn bị đi. Thưa sư, chuẩn bị cái gì? Con chuẩn bị đi vô nhà tù. Con nên biết, nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Con tính sao? Nếu không thì suốt đời con phải trốn chui trốn nhủi, không dám nói tên mình cho ai biết. Đâu, con thử nghĩ lại coi, cái chuyện lỗi lầm của vợ con với kẻ đó, nó quan trọng hơn hay cái đời sống tự do của con quan trọng? Hơn nữa, cha mẹ con và vợ con ai quý nhất? Thưa sư, tự do và cha mẹ con quý hơn, vợ con làm sao mà so sánh bằng? Con thấy không, nếu con vì sự lỗi lầm của vợ con mà giết người tình của nó, để rồi vô ngồi tù, khi đó cha mẹ con ai nuôi? Có phải con vì tình để rồi trở thành kẻ sát nhân và bất hiếu,
con nên xét lại coi việc đó có nên làm hay không. Sư nói vậy, con hiểu ra rồi, con không dạy gì giết nó đâu. Hòa thượng nói tiếp: câu chuyện này cho chúng ta thấy, sở dĩ con người ta khổ là do muốn ngược lại với sự thật. Cái tính của con người, dù nam hay nữ, nó thường thay đổi. Mà đứa cháu tôi, nó lại muốn rằng vợ nó phải chung thủy, trong khi vợ nó lại thay lòng đổi dạ, làm cho nó tức tối, muốn gây ra án mạng. Chúng ta nên biết rằng mọi sự đều bị xê dịch, không bao giờ cố định. Nếu hiểu được như vậy, chúng ta sẽ có cái tâm quảng đại, thì chuyện ngoại tình kia không thành vấn đề nữa. Chính vì thiếu đức vị tha, cho nên mới bị tình cảm che mờ lý trí, trở thành kẻ mù quáng, chỉ biết thù hận. Người như thế không thể khuyên giải họ tha thứ cho kẻ khác được. Trong khi đó, phải chỉ cho họ thấy rõ tai hại của nó. Còn dùng lời khuyên lơn là để dành cho những người có trí, tâm còn định tĩnh. Còn người không có trí, tâm bị rối loạn, mà khuyên bằng những lời đạo đức, thì họ khó mà nghe theo ta. Phải dùng cách đánh mạnh vào tâm trí của họ, để họ thức tỉnh, bằng cách nói làm sao cho họ được thỏa mãn sự tức tối. Rồi mình lại nói sự thỏa mãn đó thật là nguy hiểm, kết quả là chết chóc, tù tội. Như vậy thì tự nhiên họ sợ mà không dám làm. Muốn khắc phục những tâm niệm ghen tuông thù hận, Phật dạy phải bình tâm quán chiếu cho thấu đáo luật nhân quả, coi như là nghiệp phải trả, lấy sự tác nghịch làm sự tác thành. Chính cái nghịch cảnh ngang trái đó để cho mình thấy rõ ái tình là gốc sanh ra phiền não khổ đau, mà tỉnh thức nương về tam bảo tu hành chuyển hóa ác nghiệp, không hay hơn là giết hại lẫn nhau. Oan trái biết bao giờ mới chấm dứt? Không có nỗi bất hạnh nào bằng trong gia đình chồng hoặc vợ sanh tâm ngoại tình. Khi đó mất hết niềm tin tưởng lẫn nhau, thì thử hỏi làm sao có nghị lực gây dựng cơ nghiệp. Gia đình xào xáo, con cháu tủi nhục, mất hết lòng tôn kính, danh dự nhân phẩm bị chôn vùi, có khi đưa đến cảnh đường ai nấy đi. Nếu bước thêm bước nữa thì con nó gặp cảnh cha ghẻ, mẹ ghẻ, con mày, con tao, tất cả đều khổ. Bởi thế, những ai là bậc hiền trí, hãy mau nghe lời Phật dạy, đừng vì một chút tình dục nhơ bẩn thấp hèn mà làm khổ mình, hại người, liên lụy đến con cháu thì không nên. Bồ Đề Lão Tổ từng dạy: gái không trung tiết, chuyển kiếp ghen tương, lường trai gạt trai, chồng bỏ bất ngờ, lường gái gạt gái, vợ bỏ thình lình, cố dâm ép người, thê loạn hữu quyền. Qua lời dạy của Tổ đã chỉ cho người đời thấy, những ai lường gạt tình cảm người khác sẽ mất hết âm đức, tự nhiên gia đạo của họ bất an, ghen tuông đổ vỡ, sau khi chết lại bị đọa làm quỷ trùng đầu. Thuở Phật, một hôm Tôn giả Mục Kiền Liên du hành đến cảnh giới ngạ quỷ. Khi đó có một con quỷ đến hỏi: thưa Tôn giả, do ác nghiệp gì mà tôi bị đọa làm quỷ, đi đâu cũng trùm cái đầu lại, khổ sở thế này? Ngài Mục Liên đáp: tại vì những đời trước ngươi gian dâm vô đạo, lấy vợ giật chồng, phá hoại chinh tiết con cháu nhà người, vì ác nghiệp ấy nên mắc phải quả báo như thế. Kinh Tạp Tạng: tà dâm còn dẫn đến tình trạng uống thuốc phá thai, nạo thai, phạm tội giết người, chắc chắn bị đọa địa ngục. Trong Kinh Trường Thọ Diệt Tội, Đức Phật Phổ Quang Chánh Kiến Như Lai dạy nữ điên đảo rằng: nếu người nữ nào ác tâm uống thuốc phá thai, người này hiện đời mắc báo bệnh nặng, mạng sống ngắn ngủi, sau khi chết sa đọa địa ngục A Tỳ, chịu nhiều khổ não. Chẳng những người uống thuốc phá thai cho đến người làm việc phá thai đều bị sa đọa. Kinh Tập Tạng chép: bây giờ có một con quỷ bạch với Ngài Mục Kiền Liên rằng: thân hình tôi như một khối thịt, không có tai chân, mắt mũi lưỡi, thân thường bị trùng rút,
chim mổ cắn rứt mà ăn, đau đớn vô cùng, không thể chịu nổi. Vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy? Ngài Mục Liên đáp: Đời trước ngươi cho người ta uống thuốc độc phá thai, khiến chúng sanh mạng sống không còn. Vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Muốn không vi phạm tà dâm, Phật dạy không nên dòm ngó sắc đẹp. Khi đối diện trước người nam hay nữ, phải nghĩ như thế này: người lớn tuổi hơn mình thì kính như cha mẹ, cô bác, anh chị. Người nhỏ tuổi thì coi như em cháu trong nhà. Người ngang tuổi thì xem như bà con ruột thịt. Và phải thận trọng từng ý nghĩ, hành vi bất chánh mang tính chất ái nhiễm phải đoạn trừ ngay. Cho đến sự ăn mặc sao cho kín đáo, đi đứng, ngồi, nằm, nói, cười phải đúng chỗ, hợp thời. Giữ giới tà dâm không phải chỉ giữ cho mình thôi, mà còn phải giữ gìn cho người khác nữa. Có nhiều người ăn mặc không kín đáo, nói cười lả lơi, khiêu gợi lòng dục của người khác, nên xã hội thường xảy ra lắm vụ cưỡng hiếp. Đó là tự hại mình, hại người. Trong Lương Hoàng Sám nói: Làm người ăn mặc mỏng manh, suồng sã, cho thế là hơn, đời sau sinh vào nước lõa thể. Trong Khế Kinh Phật dạy: Phàm làm vợ chồng chung sống với nhau, muốn có hạnh phúc an lạc ở hiện tại và tương lai, phải thọ trì ngũ giới, sống phải có trung, có hậu, lý lòng từ, bi, hỷ, xả, quý kính, chăm sóc lẫn nhau, thì gia đạo được đầm ấm, yên vui. Các nhà tâm lý học nói, có 12 điều mà vợ chồng cần biết để áp dụng trong đời sống gia đình được tốt đẹp. 1. Không được nhắc lại những việc chẳng tốt trong quá khứ. 2. Không thóa mạ nhau. 3. Hãy kiềm chế cơn nóng giận. 4. Không dành phần phải về mình. 5. Không gây phiền nhau vào những lúc chẳng thuận lợi, như đang ngủ, buổi trưa nóng nực, đi làm về mệt mỏi, vừa có chuyện buồn bực, bệnh hoạn. 6. Không mang cái bực bội ở ngoài về nhà, trút lên đầu người khác. 7. Đối xử chu đáo, tế nhị cả hai gia đình, bên vợ, bên chồng. 8. Trung thành, chăm sóc nhau từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. 9. Việc chung của gia đình nên bàn bạc lẫn nhau. 10. Nên có những cử chỉ, lời nói làm đẹp lòng nhau. 11. Thỉnh thoảng nên mua sắm đồ trang sức, phẩm vật dâng tặng lẫn nhau. 12. Khi có lỗi lầm, vợ chồng đóng cửa dạy nhau trong tinh thần tôn trọng yêu thương. Dấu hiệu không tôn trọng là dấu hiệu báo trước sự tan vỡ. Nói tóm lại, nếu trong gia đình vợ chồng không tà dâm thì cuộc sống được đầm ấm, hạnh phúc, yên vui, làm ăn tấn phát, sự nghiệp vững bền, con cháu vui vẻ, dòng họ bà con lối xóm đều quý mến khen ngợi và có oai đức. Ai nhìn thấy vợ chồng con cháu mình đều khởi tâm kính trọng, không hề có ý tà dại. Trong Kinh Thập Thiện Phật dạy, nếu ai xa lìa tà hạnh, thời thành tựu được 4 điều lợi ích như sau. 1. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều được vẹn toàn. 2. Dứt sạch phiền não rộn ràng. 3. Được người đời khen ngợi. 4. Vợ, chồng, con cháu không ai dám xâm phạm. Nếu ai hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật được tướng trường phu ẩn mật tàng của Phật, nên có câu: Giới thứ 3 cấm trừ sắc dục, chớ tư tình lén lút ngoại duyên. Trăng qua lòng chớ đảo điên, chánh dâm cũng phải răng khuyên từ từ. Gái trai không phạm dâm tà, thân hình đẹp đẽ như hoa thơm lừng, lại thêm tư chất đoan trang, tự nhiên đức hạnh sạch trong lào lào. Ngược lại, trong Kinh Bát Sư Phật nói, nếu người nào
tối ngày cứ mơ tưởng làm việc tà dâm. Khi vợ chồng, con cháu của người ta biết được, phải chịu cảnh giao gầy, đánh đập, bắn giết, làm cho tay chân đứt gãy, pháp luật gia hình, thân thể bầm dập. Lúc chết, đọa vào địa ngục, bị quỷ sứ bắt nằm giường sắt, ôm cột đồng, rồi nổi lửa đốt cháy cả thân. Tội địa ngục hết, sanh làm chim se sẻ, bồ câu, uyên ương. Khi được làm người, phải chịu cảnh ghen tuông, gia đình đổ vỡ, sống đời cô độc, thường vướng ách nạn, xa Phật, trái Pháp, chẳng gần thánh hiền, tâm thường lo sợ, nhiều khổ, ít vui. Phật lại nói bài kệ rằng: dâm là hạnh bất tịnh, mê lầm mất đạo chánh, hình gầy hồn phách sợ, giảm thọ và chết non, mắc tội dại dột quá, chết đọa trong đường ác. Ta vì sợ quá sợ, bỏ nhà thích núi non. Lại nữa, tà dâm có 10 tội. Thứ nhất, vợ chồng bất hòa thường đánh cãi luôn. Thứ hai, các điều ác càng tăng, điều lành càng giảm. Thứ ba, của cải ngày càng hao mòn. Thứ tư, có xảy ra việc xấu, thường bị người nghi. Thứ năm, dòng họ bạn bè chẳng ai ưa mến. Thứ sáu, kẻ oan gia được cơ hội. Thứ bảy, tấm thân chẳng giữ được, vợ con côi cút. Thứ tám, các khổ dây quanh. Thứ chín, chết bị đọa địa ngục. Thứ mười, được tái sanh làm người. Gái thời bị cảnh chồng chung, trai thời vợ chẳng trinh chánh. Luận trí độ. Cổ đức cũng từng dạy: ác tà dâm thứ ba càng tệ, chúa hôn mê chiếm đoạt thê thần, làm đảo quyền tất cả quốc dân. Tôi bất chánh hoàng cung dâm loạn, tội lỗi ấy diễn nhiều thảm trạng. Từ xưa nay trời đất đâu dung, giàu của nhiều dâm hiếp bần cùng, quan lớn thế dâm ô dân khó. Trai liều lĩnh điều này nên bỏ, đừng phá trinh hại tiết nữ nhân. Gái lẳng lơ tiếng huyễn lời đờn, hoa có chủ đều bồng tình mới. Cất tiếng gọi nữ nam ơi hỡi, bỏ những điều điếm nhục tông môn. Đứng đam nhi học lấy điều khôn, lòng trung hiếu gìn theo đạo lý. Hàng phụ nữ gương xưa nối chí, những mẹ hiền dấu thảo noi truyền. Niệm Phật mà cây lấy thiện duyên, cho đẹp mặt tổ tiên nòi giống. Thờ Phật đạo tỉnh cơn ác mộng, thoát mê đồ thường phóng quang minh. Ráng hiểu rằng tiếng kệ lời kinh, thời mới được thân sao hiện vinh. Hiện vinh